chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ông môn trưởng tỷ có không gian, tập 16. Tề Đình nhìn thấy Cố Đại Giang cái thứ nhất ý niệm chính là người này đầu óc có phải hay không có vấn đề, tới cầu học còn dìu già dắt trẻ đem toàn gia đều mang đến, trong lòng ngực còn ôm cái nữ nhi, Tề Đình không biết chính là nếu không phải Cố Đại Giang mãnh liệt phản đối, hôm nay cái tới người phỏng chừng có thể thấu thành một cái đá cầu đội. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Cố Đại Giang một hồi lâu, không nghĩ tới Cố Đại Giang trong lòng ngực tiểu cô nương đột nhiên đối hắn làm cái mặt quỷ trợn trắng mắt phun đầu lưỡi, xứng với kia thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ, quả thực. Cây đôi mắt, tề đình chạy nhanh dời đi tầm mắt, khẽ nhất cầm hỏi, nghe nói ngươi là tần văn tranh giới thiệu tới, đúng vậy, biết đối phương thân phận, cố đại giang liền không đi rồi, thừa dịp cơ hội này tâm sự, coi như trước tiên nhận thức cùng trường. Nghe nói ngươi liền huyện thí cũng chưa quá, liền đồng sinh đều không phải, cố đại Giang nghĩ nghĩ, nói, này cách nói không đúng, ta không phải không quá huyện thí, mà là không tham gia quá huyện thí, vì sao không tham gia? Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, chẳng lẽ còn tìm không thấy một lần cơ hội? Chẳng lẽ ngươi trước kia phạm quá chuyện gì, không thể tham gia, cố đại giang nhíu nhíu mày, còn không có trả lời, cửa liền truyền đến một đạo quát lạnh thanh, tề đình, không chuẩn vô lễ, ai dạy ngươi như vậy không có lễ phép hùng hổ dọa người, nghe được thanh âm, tề đình liên quan hắn phía sau mặt khác học sinh sắc mặt nháy mắt biến đổi toàn cúi thấp đầu xuống cố đại giang mấy người xoay đầu liền nhìn thấy một cái qua tuổi nửa trăm lại tinh thần phấn chấn nam tử đi đến theo sát liền nghe được tề đình đám người sôi nổi cung kính mở miệng sơn trưởng nguyên lai like đây là tề sơn trưởng cố đại giang buông trong lòng ngực tiểu cô nương vội chắp tay chào hỏi học sinh cố tử thừa gặp qua tề sơn trưởng tề sơn trưởng trước trừng mắt nhìn tề đình liếc mắt một cái lúc này mới đối cố đại giang nói tử thừa không cần đa lễ là lão phu dạy dỗ vô phương làm ngươi chê cười sơn trưởng nói quá lời một hồi vui đùa thôi tề sơn trưởng lại trừng mắt nhìn tề đình liếc mắt một cái người sau đột nhiên rung lên một chút vội đối cố đại giang xin lỗi mặt khác học sinh cũng sôi nổi mở miệng tạ lỗi nhưng thật ra lễ nghĩa chu đáo cố đại giang tự nhiên sẽ không nhiều so đo Thấy Tề Sơn trưởng đã ngồi xuống, lúc này mới đem Tần Văn Tranh kia phong thơ tiến dẫn đem ra, thuận tiện giới thiệu chính mình thê nữ. Tề Sơn trưởng mở ra thơ tiến dẫn nhìn nhìn, khẽ gật đầu nói, tình huống của ngươi Văn Tranh đều cùng lão phu nói, tuy rằng lão phu tin tưởng hắn ánh mắt, nhưng nên có khảo hạch vẫn là không thể thiếu, điểm này ngươi rõ ràng đi. Là, học sinh rõ ràng. Thỉnh Sơn trưởng ra đề mục, Tề Sơn trưởng lại cầm chén trà uống ngụm trà, trên mặt treo cao thâm khó đoán cười hắn này tươi cười tề đình nhưng quen thuộc biết nhà mình tổ phụ lại phải có ý xấu ai nha cái này hắn thích nhất nguyên bản tề đình phải đi rốt cuộc hắn tổ phụ sẽ thu sau tính sổ nhưng hiện tại luyến tiếc hắn liền muốn nhìn một chút cố đại gian xấu mặt hắn không đi mặt khác học sinh tự nhiên cũng sẽ không đi trong lòng còn tò mò sơn trưởng muốn như thế nào khảo nghiệm cầu học học sinh đâu quả nhiên sau một lúc lâu tề sơn trưởng buông trong tay chén trà cười nói ngươi có phải hay không cho rằng, ta muốn khảo chính là sách vở thượng nội dung, cố đại gian sửng sốt, sơn trưởng ý tứ là, không phải đâu, hắn thật sự nhìn rất nhiều thư tới, tề sơn trưởng vẫy vẫy tay, đừng khẩn trương, không phải cái gì quá khó vấn đề, hắn nói, nhìn cố vân đông liếc mắt một cái, lại nhìn dương thị liếc mắt một cái, ngay sau đó ở cố đại gian khó hiểu dưới ánh mắt, chậm rãi mở miệng, tổng cộng ba đạo đề. Hiện tại trước tới đệ nhất đề đi, nếu ngươi ngày nọ thành mổ mà quan viên lại có bọn cướp bắt thê tử của ngươi cùng đại nữ nhi dùng bọn họ tới uy hiếp ngươi tề sơn trưởng thanh âm thực bình thản nhưng hắn một mở miệng mọi người lỗ tai đều nhịn không được dựng dựng ngay cả cố vân đông cũng là như thế hắn nói đến một nửa dừng dừng tề đình nhỏ giọng nói ta tổ phụ khẳng định muốn hỏi đối mặt bọn cướp uy hiếp hắn có thể hay không lấy quốc gia làm trọng thủ vững bản tâm xá tiểu gia vì đại gia khi sinh thê nữ tánh mạng vì nước tận trung hừ đương quá quan đều ý tưởng này này vấn đề cũng là tới tới lui lui không gì tân ý nhưng thật mau tề sơn trưởng lại là chuyện vừa chuyển hỏi mà ngươi chỉ có thể cứu một người ngươi là trước cứu thê tử vẫn là trước cứu nữ nhi mọi người tề đình cảm thấy chính mình mặt có điểm đau tổ phụ ngươi này vấn đề không bình thường cố vân đông âm thầm thở dài một tiếng tề sơn trưởng đây là muốn làm sự tình a. À này liền cùng nữ nhân hỏi nam nhân lão mẹ cùng lão bà đồng thời rất đến trong nước hẳn là trước cứu ai giống nhau toi mạng đề a à. quả nhiên tề sơn trưởng trong mắt có vui sướng khi người gặp họa thần sắc hắn lại cầm lấy chén trà uống một ngụm cười nói chậm rãi tưởng không nóng nảy ai ngờ hắn vừa dứt lời cố đại giang liền quyết đoán nói không cần ta cứu tề sơn trưởng động tác dừng lại những người khác càng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía hắn không thể tưởng được ngươi là như thế tàn nhẫn độc ác người, thê nữ tánh mạng một cái đều không cần, như thế nào tích, cảm tình chờ ngươi thê nữ cũng chưa, ngươi lại khác cưới một cái sinh hài tử. Mọi người nhìn về phía Dương Thị cùng Cố Vân Đông ánh mắt tràn ngập đồng tình, chỉ là, Dương Thị vẻ mặt mờ mịt, Cố Vân Đông lại vẻ mặt bình tĩnh, Cố Đại Giang nói tiếp, ta trừ bỏ một thân sức lực chỉ có thể chơi múa mép khu môi, nữ nhi của ta Vân Đông thân thủ lợi hại, nàng có thể cứu ta thê tử, ta qua đi ngược lại là cho nàng thêm phiền, cố vân đông miễn cười mặt, không sai, chính là như vậy. Tề sơn trưởng thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra tới, ngước mắt nhìn về phía cố đại giang, thấy hắn cư nhiên còn vẻ mặt kiêu ngạo tự hào bộ dáng, hắn, lại nhìn về phía cố vân đông, này tiểu cô nương gia gia sẽ võ. Tay nhỏ chân nhỏ, nhìn phản phất dùng một chút lực là có thể chiếc giường như. Những người khác cũng cảm thấy Cố Đại Giang rõ ràng ở tìm lấy cớ, tề sơn trưởng ổn ổn, một lần nữa nói, khi nếu là ngươi nữ nhi cũng là cái tay trói gà không chặt chỉ có thể chờ ngươi đi cứu đâu, lúc này Cố Đại Giang không có buộc miệng thốt ra, mà là rủ mắt nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc hỏi, kia xin hỏi bọn cướp khoảng cách ta rất xa, tề đình nhíu mày, này có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần trả lời trước cứu cái nào không phải được rồi, đương nhiên là có quan hệ. Tình huống không giống nhau, nghĩ cách cứu viện kế hoạch cũng không giống nhau. Cách khá xa có xa công phương pháp, đi đến gần có cận chiến thủ đoạn. Sao có thể nói nhập làm một? Chỉ cần biện pháp dùng đến hảo, hai người đều có thể cứu. Căn bản là không cần lựa chọn. Tề Đình tức khắc á khẩu không trả lời được, giống như, xác thật là như vậy hồi sự. Tề Sơn trưởng khóe miệng trừ trừ, đây là muốn tránh trọng liền nhẹ. Khi cũng phải nhìn hắn có chịu hay không hắn chính là muốn làm sự người, nơi nào liền như vậy tính. Bởi vậy tề sơn trưởng lạnh lạnh mở miệng, khoảng cách bọn cướp không xa, cũng liền 20 bước tả hữu khoảng cách, khi bọn cướp trong tay có hay không vũ khí sắc bén, có, ở trong thành vẫn là ngoài thành, ngoài thành, phụ cận có hay không cánh rừng hồ nước, không có, ta trong tay có hay không vũ khí hoặc là dây thừng từ từ có thể sử dụng đồ vật, này vấn đề còn không có xong không có. Tề sơn trưởng hơi hơi đứng dậy, không có, ngươi trong tay không có bất luận cái gì có thể sử dụng được với đồ vật đối phương nhân mã sung túc ngươi chỉ có một người ở ngoài thành khoảng cách không xa không mưa thời tiết thực khô ráo chung quanh trống trải không có trốn tránh địa phương cho nên ngươi rốt cuộc muốn trước cứu ai tề sơn trưởng nói cho hết lời lại thấy cố đại giang vẽ mặt một lời khó nói hết biểu tình nhìn chính mình hắn nhíu mày như thế nào còn có cái gì vấn đề cố đại giang nếu đối phương nhân thủ sung túc Ta chỉ có một người không có giúp đỡ không có bảo mệnh đồ vật càng không ẩn thân địa phương, khi bọn cướp bắt ta thê nữ vi hiếp ta cái gì. Trực tiếp một hống mà thượng đem ta cấp trói không phải hảo, phục, cố vân đông chạy nhanh che miệng lại, yên lặng xoay đầu đi xem cách đó không xa trên mặt tường treo một bộ thi họa, ân, viết thật sự bừa bãi, nàng hoàn toàn xem không hiểu, nhưng muốn làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng, duyên lưu trung những người khác tề sơn trưởng một miệng trà ngạnh ở trong cổ họng lăn là không thể đi xuống hắn rộng mở quay đầu nhìn về phía cố vân đông cười hỏi tiểu nha đầu giống như một chút đều không thèm để ý chính mình cha rốt cuộc trước cứu ai kia không bằng ngươi tới nói nói nếu là cha ngươi cùng ngươi nương đồng thời gặp được nguy hiểm ngươi muốn trước cứu ai còn không có xong rồi cố vân đông nhìn về phía bị cố đại giang nghẹn đến vẻ mặt táo bón biểu tình tề sơn trưởng cười nói sơn trưởng gia gia giống như thực thích hỏi cái này vấn đề kia không bằng sơn trưởng gia gia nói cho ta nếu là tề tiểu công tử cùng vị kia thái học sinh đồng thời rơi vào trong nước sơn trưởng trước cứu ai hiện tại là ta hỏi ngươi ngươi như thế nào ngược lại hỏi ta tới cố vân đông gật gật đầu vẻ mặt vô tội đúng vậy hiện tại là sơn trưởng gia gia khảo hạch cha ta như thế nào ngược lại là hỏi ta tới ta không nghĩ tới tiếng thiên hải thư viện không hổ là cha con hai người, này nhanh mồm dẻo miệng một mạch tương thừa A. À. Tề Sơn Trưởng có chút bực mình, cách không được Tần Văn Tranh ở tinh viết làm hắn cứ việc khảo nghiệm, bất luận nhiều khó đều thành, này còn như thế nào khảo? Học sinh hỏi chuyện so tiên sinh còn muốn nhiều còn muốn cẩn thận, xong rồi còn dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, phản phất hắn tuổi tác lớn đầu óc cũng không hảo sự giống nhau, xem ra đệ nhất đề hắn hỏi lại cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới coi như hắn qua hành đệ nhất đề xem như qua kế tiếp chúng ta tới khảo đệ nhị đề đi cố đại giang ngồi nghiêm chỉnh gật gật đầu sơn trưởng xin hỏi lần này không hỏi đệ nhị đề là muốn cho ngươi đi làm chuyện chuyện gì tề sơn trưởng chỉ chỉ bên ngoài cho ngươi nửa canh giờ thời gian đi giảng đường bên kia hỏi hai mươi cái học sinh mỗi người lấy một phần tranh chữ lại đây giao cho ta tranh chữ sao đúng vậy có gì vấn đề cố đại giang lắc đầu không thành vấn đề cố vân đông nghĩ nghĩ nửa canh giờ cũng chính là một giờ hỏi hai mươi cái học sinh muốn tranh chữ bình quân mỗi người ba phút thời gian này còn không bao gồm qua lại một đoạn này lộ thời gian xác thật rất gấp gáp mà vấn đề là thời buổi này học sinh đối với chính mình tranh chữ tác phẩm đều thực yêu quý không quá khả năng tùy tùy tiện tiện giao cho người khác huống chi là một cái hoàn toàn xa lạ người cố vân đông nhìn về phía tề sơn trưởng người sau cũng nhìn nàng một cái cười thanh, hiện tại bắt đầu đi. Hắn đối với cố đại giang làm cái thỉnh thủ thế, đúng vậy. Cố đại giang gật gật đầu, lại không có đi ra ngoài, mà là đi đến cố vân đông bên tai thấp giọng nói nói mấy câu. Cố vân đông nghe xong, cười gật gật đầu, cũng từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái đồ vật tới, kỳ thật là từ trong không gian lấy tới, chỉ là người khác nhìn không thấy thôi. Tề đình nhưng thật ra thăm cổ muốn nhìn, nhưng cố đại giang thực mau đem vật kia thu hảo không làm bất luận kẻ nào thấy ngay sau đó xoay người đối với tề sơn trưởng chắp tay học sinh này liền đi ngươi chỉ có nửa canh giờ tề sơn trưởng nhắc nhở hắn một câu cố đại giang lại cười cười hẳn là vậy là đủ rồi ngay sau đó ở mọi người tò mò dưới ánh mắt bước nhanh đi ra duyên lư tấm lưng kia cao lớn đỉnh bạc nửa điểm không sợ tề đình có chút tâm ngứa muốn biết hắn dùng cái gì phương thức có thể bắt được. Bởi vậy hắn lôi kéo bên cạnh một cái học sinh, nhỏ giọng nói, Trác Huynh, ngươi cùng qua đi nhìn xem, xem hắn rốt cuộc là như thế nào làm, hảo, này liền đi. Trác quan hứng thú bừng bừng, hiển nhiên cũng là rất tò mò rất muốn xem, thừa dịp tề sơn trưởng không chú ý, hắn lặng lẽ từ cửa hông chuồng ra duyên lư. Tề sơn trưởng lúc này mới đem ánh mắt dừng ở cố vân đông trên người, tò mò nhìn nhiều nàng hai mắt, ngay từ đầu vào cửa thời điểm, này tiểu cô nương cục mi rũ mắt, tồn tại cảm cũng không cường, nhìn giống như là cái ỷ lại đi theo cha mẹ bên người ra cửa trường kiến thức thấy trưởng bối tiểu cô nương giống nhau, trừ bỏ ngay từ đầu kêu người lúc sau, liền đứng ở dương thị mặt sau nắm muội muội tay nhỏ không ra tiếng, sau lại cố đại giang nói nhà mình nữ nhi thân thủ không tồi, hắn mới nhiều chú ý cô nương này vài phần, cho đến nàng nhịn không được phun cười ra tiếng trả lời chính mình vấn đề thời điểm kia trấn định tự nhiên không có nửa điểm khiếp nhược hình tượng, kia tồn tại cảm trong nháy mắt liền mãnh liệt tất cả mọi người vô pháp xem nhẹ nông nổi, này tiểu cô nương, còn rất có ý tứ, hắn nhịn không được cấp cố vân đông đổ ly trà, hỏi, ngươi cho cha ngươi thứ gì, cố vân đông nhưng thật ra thực không khách khí uống lên kia trà, nhưng hắn vấn đề lại không thành thành thật thật trả lời. Sơn trưởng gia gia trong chốc lát chẳng phải sẽ biết, ngươi miệng nhưng thật ra kín mít tề sơn trưởng hơi hơi đi phía trước nhích lại gần lại nhìn vài lần phát hiện này tiểu cô nương cư nhiên đẹp khẩn đặc biệt tuổi nhỏ trên người cư nhiên có phân khí thế làm người không dám coi thường đi hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình tôn tử hai người giống như tuổi không sai biệt lắm a à. tề sơn trưởng trên mặt nháy mắt mang lên cười một bộ gương mặt hiền từ thân thiết lão gia gia bộ dáng ngươi là kêu cố vân đông đúng không đúng vậy cố vân đông mặt mày thình thịch nhảy, có loại cáo già giống như lại tưởng tính kế cái gì đều bộ dáng, năm nay vài tuổi, 15, đính hôn không có, cố vân đông, nàng nhìn thoáng qua đứng ở tề sơn trưởng mặt sau những cái đó học sinh, cười tủm tỉm mở miệng, sơn trưởng gia gia, làm trò ngoại nam mặt hỏi một cái cô nương mọi nhà đính hôn không có, kia nhiều không tốt, ta sẽ thẹn thùng, tề sơn trưởng sửng sốt, xoay đầu, Vừa định làm đồng dạng thiêu đốt bát quái chi tâm học sinh chạy nhanh đi, liền nghe được Cố Vân Đông tiếp theo tới một câu, "Ta đính hôn." Tề Sơn trưởng mở ra miệng cũng chưa rơi xuống, cả người đều cứng lại rồi. "Không phải, ngươi trước một câu còn nói sẽ thẹn thùng, mặt sau liền tới rồi một câu đính hôn, có thể hay không lời nói đi đôi với việc làm?" Tề Sơn trưởng không nghĩ nói chuyện, lại hung tận uống lên hai ngụm nước mới dừng lại, mà lúc này Cố Đại Giang cũng đã bước nhanh đi tới giảng đường phương vị. Thiên hải thư viện rất lớn, giảng đường cũng có vài chỗ, lúc này cũng thấu xảo, vừa lúc là các học sinh thượng xong một đường khóa trên đường thời gian nghỉ ngơi, nhưng như cũ có không ít người vẫn là ngồi ở trong phòng học mặt an tĩnh vùi đầu khổ đọc, toàn bộ học đường cũng chưa bao lớn thanh âm, như vậy giảng đường cố đại gian trực tiếp lượt quá, hắn tìm được cái loại này trong phòng học người không nhiều lắm, học sinh tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau nói chuyện hoặc là thảo luận, cho đến tìm được đệ tam giang hắn mới con ngươi sáng ngời, đi nhanh đi vào, theo ở phía sau Trác Quang ngước mắt nhìn nhìn, nha, tuyển cái nhất khó mà nói lời nói chỗ ngồi, hắn xong rồi, hắn lập tức dựa vào giảng đường bên ngoài trên mặt tường, chờ xem náo nhiệt. mỗi cái thư viện luôn có như vậy chút không phải thực nhiệt tình yêu thương học tập cố tình lại không thể không tới đi học học sinh, liền tỷ như cố đại giang hiện tại sở tiếng giảng đường, nhìn thấy một cái người xa lạ tiến vào, giảng đường học sinh đều kinh ngạc ngẩng đầu cao mày nhìn hắn. Cố đại giang lại từ trong tay áo rút ra mới vừa rồi từ cố vân đông bên kia lấy tới trang giấy, đem gấp tốt giấy tỉ mỉ triển khai, ngay sau đó dựng thẳng lên tới cấp mọi người xem. Giảng đường học sinh đều ngẩn người, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn về phía kia trương đồ. Liền thấy trên bản vẽ họa hai con ngựa, hai thất đang ở chạy như điên tràn ngập ý chí chiến đấu thả khí thế như hồng bảo mã, BMW. Này mã họa đến sinh động như thật, chẳng những rất thật còn có một cổ kim qua thiết mã cảm giác, làm người nhìn đều nhìn không được cảm xúc mênh mông. Liền giống như hiện tại nam nhân đem xe đương lão bà, thời buổi này tuấn mã cũng là nam tử trong lòng ái, cho dù là này đó cả ngày ở học đường đọc sách ngẫu nhiên học tập cưỡi ngựa bắn tên học sinh. Nhìn đến tuấn mã đồ ánh mắt đầu tiên, tầm mắt liền bị chặt chẽ nhìn thẳng, có hai người nhịn không được tiến lên đây, những người khác thấy thế, mặc kệ có hay không hứng thú, đều sẽ đi theo đi tới đối với cố đại giang tới nói này liền vậy là đủ rồi ngươi này tuấn mã đồ khá xinh đẹp ngươi họa có người hỏi cố đại giang lại lắc đầu là một cái tài nghệ cao siêu họa sư họa tài nghệ cao siêu có học sinh cười nhạo một tiếng ở nhân tài đông đúc thiên hải thư viện nói người tài nghệ cao siêu nói dẫn đâu nhưng mà thực mau liền có người thật sự phát hiện này họa bất đồng giống nhau người ngoài nghề xem chính là mặt ngoài, đẹp là được, trong nghề xem lại là môn đạo. Dần dần liền có học sinh để sát vào xem tuấn mã kết cấu, càng có kia thích thi họa học sinh chậm rãi kích động lên. Đây là gần nhất thịnh hành lên bút than họa, nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn đến họa như thế tinh tế lại thông thuận họa tác. Các ngươi xem này đường công, tinh tế hữu lực, từ thiển nhập thâm một tầng tầng vượng nhiễm, còn có này minh ám hiệu quả sinh ra mãnh liệt xung đột, làm hai con tuấn bả nhìn qua nháy mắt cao lớn uy mãnh, làm xem người có loại nhiếp người cảm giác ác bách, phản phất con ngựa hướng về phía ngươi chạy như bay mà đến, miêu tả sinh động. Hảo, hảo hảo, quả thực thật là khéo, không điểm công lực người, căn bản là họa không ra như vậy họa tác, nói không sai, này họa tác là ta đến nay nhìn đến quá tốt nhất bút thang họa, phải không? Cũng có học sinh ở họa tác thượng cũng không phải rất có thiên phú, nghe vậy hỏi, sau chúng ta thư viện hạ phu tử còn hảo hạ phu tử tuy rằng ở thi họa phương diện có rất cao tạo nghệ nhưng hắn rốt cuộc cũng vừa mới bắt đầu nghiên cứu bút thang họa xác thật thiếu như vậy một chút cảm giác lần trước ta nhìn đến hạ phu tử ném đầy đất giấy tự hồ cũng thực buồn rầu bộ dáng cố đại giang không rên một tiếng lẳng lặng nhìn bọn họ thảo luận sau một lúc lâu mới rốt cuộc có người từ giữa bước ra ra tới hỏi hắn vị này huynh đài Người nói lời này là vị tài nghệ cao siêu họa sư sở làm, không biết vị kia họa sư ở nơi nào, có không dẫn tiếng một chút, cố đại gian lắc đầu, vị kia họa sư hành sự điệu thấp, cũng không phương tiện thấy. Bất quá ở đây chư vị nếu tưởng đề cao họa kỹ, nhưng thật ra có một biện pháp, cái gì biện pháp? Lập tức có người vội vàng nói, loại này bút than họa ta nhưng thật ra họa quá không ít, nhưng luôn là không đủ thông thuận, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề ngươi nói một chút, ta muốn như thế nào mới có thể đề cao, cũng có người tỏ vẻ hoài nghi, huynh đài lời này nói được không khỏi quá vẹn toàn, mỗi người gặp được vấn đề đều không giống nhau, ngươi chỉ có một biện pháp, cũng không phải là mỗi người đều thông dụng, cố đại gian đem trong tay họa đặt ở trên bục giảng, làm những người khác tiếp tục xem, ngay sau đó đối thượng cái kia đưa ra nghi vấn học sinh, nói, ngươi nói không sai. Mỗi người gặp được vấn đề đều không giống nhau, cho nên nếu là có họa quá bút than họa huynh đài, cảm thấy có chỗ nào không quá vừa lòng muốn tìm cá nhân hỗ trợ nhìn xem, có thể đem họa tác lấy lại đây, ta tự mình đưa cho vị kia họa sư xem, mọi người sửng sốt, cố đại giang tiếp tục nói, họa sư sau khi xem xong, tự nhiên sẽ ở họa tác thượng viết rõ nên chú ý địa phương, mọi người đều là uyên bác chi sĩ, ta tin tưởng, chỉ cần hơi chút đề điểm một chút, tất nhiên sẽ bế tắc giải khai, nghĩ thông suốt quan khiếu đối họa kỹ hoặc nhiều hoặc ít đều có điều đề cao mọi người liếc nhau xác thật như thế nghiên cứu học vấn cũng hảo thi họa tạo nghệ cũng thế có đôi khi liền thiếu như vậy một chút nhắc nhở bọn họ thực tâm động cố đại giang liền tiếp tục nói nếu các vị cố ý hiện tại liền có thể đem họa tác cho ta tại hạ cố tử thừa sắp trở thành thiên hải thư viện học sinh sẽ không tự hủy tương lai lừa gạt đại gia bảo đảm ở hôm nay hạ học phía trước đem họa tác dân trả. Đương nhiên, nếu là đại gia không tin, có thể dò hỏi đứng ở cửa trác quan trắc học sinh, chính dựa vào cửa nghe náo nhiệt cũng kinh ngạc cảm thán với cố đại gian cơ trí, thả có chút ngo ngoe ruột rịch tưởng tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái kia phó tuấn mã đồ trác quan. Hắn cả kinh một chút liền đứng thẳng thân mình, giảng đường lập tức liền có hai cái học sinh ra tới, thấy hắn quả thực ở, lập tức vây đi lên hỏi hắn hay không là thật sự. Trác quan, hắn như thế nào liền thành Cố Đại Giang đảm bảo người? Không phải, hắn tự nhận là chính mình hành tung thực bí ẩn, vì cái gì Cố Đại Giang sẽ biết chính mình ở ngoài cửa? Hơn nữa, hắn còn biết tên của mình, Cố Đại Giang đầu óc là tốt như vậy sự sao? Bởi vì quá mức khiếp sợ, trác quan căn bản là chưa kịp phản bác, chỉ là theo bản năng điểm một chút đầu. Trác quan cùng Sơn Trưởng Tôn Tử Tề Đình đi được tương đối gần, đại bộ phận học sinh đều nhận được hắn có hắn làm chứng, cố đại giang nói liền trở nên có thể tin nhiều, bởi vậy thực mau, liền có người đem chính mình họa tác đem ra, giao cho cố đại giang trên tay, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, loại này đối bọn họ họa kỹ có điều trợ giúp sự khó được, liền tính ở vẽ tranh phương diện cũng không phải nghiên cứu rất sâu học sinh, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, cố đại giang thấy thế, vội nói. Họa sư thời gian hữu hạn, cho nên chỉ có thể thu 20 phút, nhiều không thích hợp chỉ có thể có 20 phút. Lời này vừa ra, làm còn ở do dự mặt khác học sinh lại không dám trì hoãn, chạy nhanh mở ra chính mình rương đựng sách, còn có họa tác đặt ở trong nhà hoặc là ở giáo xá, lúc này đi lấy khẳng định là không kịp, bởi vậy có người chạy đến cách vách giảng đường đi, đem việc này nói cho quan hệ tốt cùng trường, dần dần, mặt khác giảng đường học sinh cũng lại đây, cũng bất quá một lát thời gian, tề sơn trưởng yêu cầu 20 phút tác phẩm liền thu tề. Cố Đại Giang nói được thì làm được, thu được 20 liền quyết đoán dừng tay, đem họa tác hợp lại hảo, liền mang theo rời đi. Có học sinh muốn cho hắn châm trước châm trước, Cố Đại Giang lại lắc đầu, nghiêm túc nói, thi họa vốn là nên trầm hạ tâm chậm rãi thưởng thức, nếu số lượng quá nhiều, họa sư thời gian không nhiều lắm, từng bước từng bước xem qua đi, chẳng phải là nuốt cả quả táo qua loa đại khái không phụ trách. Khi liền muốn cô phụ đại gia tín nhiệm lời này nói được một chút không sai, mọi người tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, làm cố đại giang rời đi, chỉ là lặp lại dặn dò hắn, hạ học trước nhất định phải lấy về tới, yên tâm. Cố đại giang thận trọng gật đầu, ngoài cửa trác quan tính tính, này cũng mới qua một nửa thời gian mà thôi, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh điểm đi, này cố đại giang là ma quỷ sao? cách không được vị kia làm tề đình hận đến ngứa răng tầng phu tử sẽ như vậy trịnh trọng tự mình đem người dẫn tiến cấp tề sơn trưởng trác quan quơ quơ đầu chạy nhanh trước một bước hướng duyên lưu chạy tới hắn chạy trốn mau đến thời điểm thở hổn hển đầy đầu là hãng cửa đang ở chờ hắn học sinh thấy thế có chút kinh ngạc người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại thế nào Khi cố tử thừa có thể làm đến sao trác quan hồng hộc thở hổn hển hai khẩu khí sau mới nuốt một chút khô khốc ít hầu, gật gật đầu, hắn làm được, hiện tại đang ở trở về trên đường, người nọ sửng sốt, kinh hô, làm được. Tại như vậy đoạn thời gian nội, duyên lương người đều nghe được, tề sơn trưởng lập tức làm trát quan tiến vào, tề đình có chút gấp không chờ nổi, hắn làm sao bây giờ đến, người nói một chút, vẫn là tề sơn trưởng trước cho hắn đổ chén nước, làm hắn uống xong, chậm rãi nói, hắn đi dạy học đường sau, liền lấy ra một bức họa tới, Trác quan đem cố đại giang này dọc theo đường đi hành động toàn bộ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Hắn lại nói tiếp thời điểm rất sống động, ngẫu nhiên còn sẽ có tứ chi ngôn ngữ. Đại khái là quá mức khiếp sợ cố đại giang hành động, hắn lời nói liền nhịn không được mang lên vài phần khoa trương thành phần. Bởi vậy hiện ra ở mọi người trước mặt cố đại giang quả thực cùng thiên tài dường như, thoáng nói hai câu lời nói là có thể đem mọi người cảm thấy thiên nan vạn nan sự tình cấp thu phục tề đình đám người là thật sự không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có như vậy thao tác, sau khi nghe xong, một đám nhịn không được đều trầm mặt lên, bọn họ cũng từng nghĩ tới, nếu là thay đổi chính mình, gặp được như vậy nan đề khi hẳn là như thế nào làm. Cái thứ nhất ý niệm đó là từng bước từng bước đi hỏi, đi thuyết phục, nhưng biện pháp này hao phí thời gian không nói xác suất thành công cũng không lớn, cố đại gian tìm lối tắt, tung ra mồi trực tiếp đám người đưa tới cửa tới, không cần tốn nhiều sức mọi người kinh ngạc cảm thán giờ này khắc này đối cố đại giang thật là lau mắt mà nhìn chỉ có tề sơn trưởng sau khi nghe xong như suy tư gì sau một lúc lâu mới nhìn về phía cố vân đông cười nói cho nên ngươi phía trước lặng lẽ cho ngươi cha đồ vật chính là kia phó tuấn mã đồ đúng vậy lúc này cố vân đông trả lời thập phần dứt khoát kia đồ là ai họa tần văn tranh tề sơn trưởng nói vừa ra hạ liền nghe được tề đình nói tần văn tranh họa hừ, ta đây đã muốn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc, nói xong hắn nhìn về phía trác quan, ngươi gặp qua sao, trác quan vẻ mặt đau khổ, ta chưa tiến vào, cố vân đông kỳ thật rất tưởng tự hào nói đó là chính mình họa, nhưng lăng là chen vào không lọc miệng, hiện giờ điều kiện cho phép, vẽ tranh là nàng yêu thích, cố vân đông tự nhiên không bỏ được liền như vậy ném xuống, có nhàn rỗi thời điểm, nàng liền sẽ cầm lấy giấy bút, viết viết vẽ vẽ cho là điều trị tâm tình nàng thường xuyên sẽ có loại ảo giác, chính mình phản phất còn chỗ sâu trong ở mặt thế bên trong. Cho đến cầm lấy bút thang, cái loại này an nhàn cảm giác mới như là thật sự, nàng vẽ rất nhiều đồ vật, hoa cỏ cây cối, phòng ốc thạch ma, rau dưa củ quả, phàm là có thể nhìn đến, nàng đều sẽ họa một họa, hiện giờ tài nghệ đã là càng ngày càng tốt. Tuấn mã đồ là nàng trước đó không lâu họa, họa xong sau liền trực tiếp đặt ở trong không gian phía trước nàng cha là hỏi nàng có hay không họa tác đặt ở trong xe ngựa không câu nệ là cái gì đồ hắn muốn mượn tới dùng dùng một chút cố vân đông đương trường liền đem kia phúc tuấn mã đồ cấp đem ra nói vừa lúc mang ở trên người liền giao cho hắn đang nghĩ ngợi tới ngoài cửa truyền đến trầm ổn tiếng bước chân cố đại giang đã trở lại ông kia hai mươi mấy bức họa làm tiếng vào vừa vào cửa liền đối với tề sơn trưởng nói học sinh may mắn không làm nhục mệnh họa tác đã toàn bộ lấy về tới, tề sơn trưởng một lời khó nói hết, quá trình hắn đã đều đã biết, sự tình hoàn thành độ rất xa ra ngoài hắn ngoài ý liệu, làm cố đại giang đem 20 phút lời nói đều đặt ở trên bàn, hắn nhất nhất nhìn qua đi, xác thật là không thành vấn đề. Tề Sơn Trưởng cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Cố Đại Giang trong tay kia phó tuấn mã Bả trên bản vẽ, những người khác cũng là như thế, nhưng Tề Sơn Trưởng không nói gì, bọn họ liền cũng chỉ có thể chờ nhưng tề sơn trưởng lại rất mau đem tầm mắt cấp thu trở về ngược lại tò mò hỏi hắn ngươi là dùng này bức họa hấp dẫn mặt khác học sinh kia nếu ngươi vừa lúc đỉnh đầu thượng cũng không có này họa đâu lại nên như thế nào lấy về này hai mươi bức họa cố đại giang nói kia liền chỉ có thể hỏi mặt khác học sinh mua trong thư viện có một ít trong nhà điều kiện cũng không tốt học sinh thông qua bán họa hoặc là giúp người khác viết thư tới duy trì sinh kế tưởng giảm bớt gánh nặng hẳn là không ngừng một cái ta chỉ cần tìm được một cái, vị kia học sinh khẳng định có thể giúp ta tìm được mặt khác 19 cái. Tuy rằng trong thư viện có cái loại này trong nhà khó khăn lại như củ chết chống tiêu tiền như nước chảy sĩ diện học sinh, nhưng tuyệt đối cũng ít không được muốn giảm bớt trong nhà gánh nặng tự lực cánh sinh học sinh, mà như vậy học sinh, tự nhiên cũng có ôn đoàn. Đối với loại người này, cố đại giang kỳ thật là có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên hắn có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới chỉ cần lặng lẽ tìm hắn hiệp thương, hắn tin tưởng quá không được nhiều thời gian dài, hắn đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tề Sơn trưởng nhớ mày, cũng có vài phần đạo lý, khi nếu, ngươi không xu dính túi, cũng không thể lực mua bọn họ họa tác đâu, cố đại giang không sợ, khi liền cùng bọn họ nói, ta nhận thức có thể mua bọn họ họa tác người, làm theo có thể lấy về này 20 bức họa, liền tính này đó học sinh không tin hắn cũng không có việc gì, không phải còn có trác quan sao vẫn là có thể làm chứng. Tề Sơn trưởng cười ha ha, nhìn cố đại gian thần sắc càng thêm vừa lòng. Không hổ là tần văn tranh giới thiệu tới, ý tưởng kỳ lạ không cổ hủ, biết biến báo sẽ không giả thanh cao, thực hảo. Phía trước đệ nhất đề cũng là, đối với khó xử sự tình biết tránh nặng tìm nhẹ, từ địa phương khác tìm kiếm đột phá khẩu, sẽ không chết tâm nhãn một hai phải cân nhắc ra cái nguyên cớ tới, đắc tội thê nữ rơi vào gia đình không một tình huống, bất quá. Tề Sơn trưởng cười xong, trên mặt đột nhiên lại treo lên kia mặt không có hảo ý biểu tình. Cố Vân Đông xem đến khóe miệng vừa kéo, "Sơn trưởng gia gia, ngươi hẳn là luyện luyện biểu tình quản lý. Trước kia làm quan thời điểm đối mặt những cái đó lão đối thủ, có phải hay không thường xuyên bởi vì bị người nhìn ra biểu tình mà có hại, cho nên mới sớm từ quan không làm trở về dạy học?" Tề Sơn trưởng nói, "Đệ nhị đề, ngươi xác thật là qua." "Bất quá," ngươi tuy rằng ông đã trở lại này đó họa tác lại cũng đồng thời đáp ứng rồi những cái đó học sinh tại hạ học phía trước liền sẽ làm kia họa sư đem họa tác không đủ cấp chỉ ra tới hiện tại sắp buổi trưa ngươi tưởng đem họa tác đưa cho vị kia họa sư sau lại lấy về tới chính là không kịp huống chi ngươi đừng quên ta này còn có đạo thứ ba đề chờ ngươi hắn cười đánh mặt bàn ngắm liếc mắt một cái trên bàn họa tác cho dù là kế sách tạm thời nhưng đối nhân ngôn mà vô tin tương lai liền tính nhập học cũng không mặc mũi đối này đó cùng trường đi tề sơn trưởng cảm thấy cố đại giang trong miệng họa sư tám phần chính là tần văn tranh trừ phi tần văn tranh liền ở phủ thành khi còn khả năng tại hạ học phía trước đem họa cấp lấy về thư viện tới nhưng tần văn tranh ở phượng khai huyện cố đại giang lại không khẩn trương xác thật sắp buổi trưa còn thỉnh sơn trưởng ra đệ tam đề đi tề sơn trưởng sửng sốt vừa rồi lời hắn nói chẳng lẽ không hiểu không nên a à, cố đại giang như vậy thông minh một người cho đến hắn nhìn đến cố vân đông đứng dậy đem kia hai mươi bức họa đều ôm trở về hắn mới hơi hơi sửng sốt một chút bừng tỉnh đại ngộ lên đúng rồi cố đại giang còn có hắn này nhanh mồm dẻo miệng nữ nhi ở cố đại giang thanh thản ổn định thông qua đạo thứ ba khảo nghiệm hắn nữ nhi đồng dạng có thể thừa dịp cơ hội này đem họa tác lấy đi tìm người hỗ trợ hành ta đây liền nói đạo thứ ba tề sơn trưởng đạo thứ ba cũng không khó ngươi muốn đi một gian đang ở đi học giảng đường nghe giảng bài sau khi nghe xong viết một thiên văn chương cho ta đạo thứ ba mới là chân chính khảo nghiệm cố đại gian học vấn nói không khó là thật sự không khó viết văn chương sao đọc quá thư phần lớn đều sẽ huống chi này văn chương cũng không có hạn định tùy tiện ngươi từ góc độ nào thiết nhập đều có thể tùy ý phát huy nhưng nói khó cũng khó, rốt cuộc xét duyệt chính là tề sơn trưởng, hắn làm một cái thư viện sơn trưởng thả làm quan nhiều năm, nghe nói trước kia còn từng tham dự quá khoa cử khảo thí chấm bài thi quan, đối với xem qua quá thật tốt văn chương tề sơn trưởng tới nói, quá mức bình thường không có làm người trước mắt sáng ngời văn chương, ngược lại sẽ làm hắn thất vọng, huống hồ, cố đại giang tuy rằng nhìn không ít thư, chính mình trong lén lúc cũng viết quá một ít văn chương, nhưng cũng không có người giúp hắn xem không có bất luận cái gì giao lưu là một cái nhược hạn cố đại giang cảm thấy đây mới là đối hắn chân chính khảo nghiệm tề sơn trưởng xem hắn hơi hơi ninh một chút mi hỏi như thế nào có khó khăn không có hắn lắc lắc đầu nói chỉ là ta thê nữ cơm sáng ăn sớm ta nếu là nghe xong khóa viết hảo văn chương sợ là đã sớm qua buổi trưa không nghĩ các nàng bồi ta đói bụng chờ tề sơn trưởng gật gật đầu trong lòng lại nghĩ này cố đại gian sợ là ở tìm lấy cớ làm nữ nhi mang theo họa tác rời đi thư viện đi. Hắn cố tình không nghĩ như hắn ý, như thế không sao cả, thư viện có nhà ăn, ta làm người đi đánh mấy phân lại đây đó là, hiện giờ thời tiết nóng bức, đại giữa trưa làm các nàng đi ra ngoài cũng thật sự lăn lộn, ngươi cũng không nghĩ các nàng bị liên lụy đi, như thế, kia liền đa tạ sơn trưởng. Cố đại gian thật sâu làm vái chào, kia học sinh bên này đi giảng đường tề sơn trưởng ngẩn người này liền đồng ý không kiên trì một chút hắn tức khắc có loại từng quyền đánh vào bông thượng cảm giác rõ ràng chính mình trong lòng nghĩ ý đồ xấu nhưng đối phương giống như cũng chưa dựa theo hắn trong tưởng tượng tiếp chiêu quả thực cảm giác quá không xong cố đại gian xoay người đi rồi tề đình thấy thế nghĩ nghĩ vội để sát vào bên cạnh một cái học sinh nói ngươi đem hắn đưa tới vỡ lòng giảng đường đi hắc hắc khó khăn gia tăng hắn nhìn xem cố đại giang như thế nào quá quan. Thiên hải thư viện cũng chia làm vài cái bộ phận, vỡ lòng giảng đường đều là chút tuổi không lớn hài tử, dạy học phu tử giảng bài nội dung tự nhiên cũng không thâm, cố đại giang có thể được đến tri thức mặt thiếu chi lại thiếu. Lúc này xem hắn có thể viết ra thật tốt văn chương tới, khi học sinh gật gật đầu, vội theo qua đi, tề sơn trưởng thấy được, nhưng không ngăn cản. Đối mặt khiêu chiến sao, tổng hội gặp được đủ loại ngoài ý muốn vừa lúc cũng có thể làm hắn nhìn xem tùy cơ ứng biến bản lĩnh, cho nên hắn cam chịu. Hắn hiện tại để ý chính là mặt khác một sự kiện, đều qua lâu như vậy, cố gia nha đầu vì cái gì còn không nói chính mình phải rời khỏi sự tình. Hắn muốn hay không nhắc nhở nàng một chút thời gian cấp bách, tề sơn trưởng ho nhẹ một tiếng, nhìn cố vân đông liếc mắt một cái, nói, cố cô nương, chúng ta thiên hải thư viện hạ học thời gian là giờ thân mạc, hắn nói rất là mịt mờ, cố vân đông gật gật đầu, ân, tới phía trước cha ta cũng hỏi thăm quá, ngày mùa hè hạ học vãn một chút, vào đông sẽ sớm nửa canh giờ, tề sơn trưởng, như thế nào liền không rõ đâu. Phía trước thông minh kính chạy đi đâu? Vẫn là hắn nói được quá mệt mờ, hắn ho nhẹ một tiếng, có chút tự sa ngã dứt khoát rộng mở nói, cố cô nương, thời gian rất gấp gáp, người này họa tác muốn tại hạ học phía trước còn trở về, có phải hay không nên có chút động tác, tề đình thịt mũi coi thường, Cổ phụ này rõ ràng chính là ở phóng thủy, chính là ngay sau đó, lại thấy cố vân đông gật gật đầu, sơn trưởng gia gia nói chính là, vẫn là sớm một chút xem xong sớm một chút còn trở về hảo, nói xong nàng liền ngồi ở cái bàn phía trước, đem giấy vẽ mở ra, tỉ mỉ nghiêm túc nhìn lên, tề sơn trưởng, mọi người, ngươi nhìn cái gì? Ngươi lại không hiểu, còn một bộ sâu không lường được cao nhân hình dáng, làm bộ làm tịch đều không giống hảo sao? cố vân đông xem xong đệ nhất trương sau đại khái biết đối phương chú trọng điểm ở nơi nào phương diện kia lại rất mỏng yếu xem nhẹ lại là địa phương nào này muốn đề điểm nhưng thật ra rất nhiều nàng tả hữu nhìn nhìn ngay sau đó hỏi tề sơn trưởng sơn trưởng gia gia ta có thể sử dụng bút sao có thể là có thể bất quá ngươi cố vân đông liền không hề thách khí tề sơn trưởng bên này cũng có bút thang cố vân đông lấy cái này càng thuận tay lấy một con liền ở giấy vẽ thượng viết lên. Tề sơn trưởng sửng sốt, trọng mở đứng dậy đi đến nàng trước mặt tới, ngươi đây là đang làm cái gì? Cố vân đông ngẩng đầu lên, đương nhiên mở miệng, đương nhiên là chỉ ra nơi nào không đủ, trợ giúp vị này học sinh đề cao họa kỹ A, à. cha ta không phải nói sao, không phải, ngươi loạn viết cái gì? Tề đình cùng những người khác cũng bay nhanh đi lên trước tới, có chút tức giận mở miệng cha ngươi nói chính là làm vị kia họa ra tuấn mã đồ họa sư tới chỉ không phải làm ngươi ở bên này hồ nháo sằng bậy ngươi có biết hay không chúng ta thư viện học sinh đối với này đó họa tác có bao nhiêu yêu quý bọn họ phí nhiều ít tinh lực họa ra tới họa như thế nào có thể từ ngươi tại đây mặc trên loạn đồ loạn họa ngươi hủy hoại nhân gia tâm huyết có biết hay không những người khác sôi nổi gật đầu tự hồ đối với có người không đem bọn họ dụng tâm để vào mắt có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị lên cố cô nương cha ngươi là hứa hẹn hạ học phía trước đem họa tác còn trở về chúng ta lý giải hắn không nghĩ lật lọng lừa gạt học sinh nhưng cũng không thể làm ngươi tới tùy tiện lừa gạt đi cố cô nương nếu là cha ngươi thật sự làm không được quay đầu lại đem họa tác còn trở về hảo hảo nói lời xin lỗi kỳ thật cũng không có gì chính là như vậy tùy ý ở nhân gia họa tác thượng viết chữ quá không tôn trọng người tề sơn trưởng nhíu mày quay đầu trừng mắt nhìn tôn tử cùng mặt khác học sinh liếc mắt một cái, được rồi, đều hồ liệt liệt cái gì, nhân gia cố cô nương còn một chữ chưa nói, lời nói đều cho các ngươi cấp nói xong. Một đám già đầu rồi, dọa hư nhân gia cô nương làm sao bây giờ, hắn một phát lời nói, những người khác tức khắc cúi đầu, không dám hé răng, này không phải quá sốt ruột sợ nàng hủy hoại người khác đồ vật sao. Cũng không tưởng thật sự dọa nàng, cố vân đông thực bất đắc dĩ triển khai kia phúc nàng cha trước khi đi lưu lại tuấn mã đồ này bức họa chính là ta họa cha ta nói họa sư ân là ta tề sơn trưởng những người khác ngươi đang nói cái gì phong quá lớn giống như không nghe rõ bộ dáng tề sơn trưởng nhịn không được nhìn nhìn cố vân đông ngay sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn trên bàn kia phúc tuấn mã đồ sau đó tiếp tục xem cố vân đông lại xem tuấn mã đồ như thế tới tới lui lui rất nhiều lần như cũ là một bộ mộng bức trạng thái. Những người khác cũng cùng hắn giống nhau như đúc động tác, xem đến cố vân đông đều muốn cười. Ngẫm lại cũng là, nếu là nàng, nàng cũng không quá tin tưởng. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có người gian nan mở miệng hỏi, ngươi, ngươi không hù chúng ta đi. Cố vân đông dứt khoát từ bên cạnh rút ra một trương giấy vẽ, trong tay bút thang xoay chuyển, ngay sau đó dừng ở trên giấy, bá bá bá, vẽ lên. Hắn động tác thực mau, vừa thấy đó là cái quen tay, tự hồ luyện qua trăm ngàn biến bộ dáng, không lớn trong chốc lát, một cái giảng dị bản tề sơn trưởng liền sôi nổi trên giấy, hoặc nhìn thập phần lưu sướng, tuấn mã đồ, thật là ta họa. Cố vân đông cường điệu một lần, bất đắc dĩ nói, cho nên cha ta cũng không có lừa gạt người khác, hiện tại, ta có thể ở họa mặt trên viết chữ sao. Mọi người đã bị cố vân đông kia một tay động tác cấp chấn đến không phục hồi tinh thần lại lúc này nghe được nàng hỏi chuyện, cơ hồ là theo bản năng gật gật đầu. Cố vân đông liền không hề quản bọn họ, thẳng cúi đầu, bắt đầu xem đệ nhị trương họa tác, cho đến nàng tại đây mặt trên viết xong ý kiến sau, rốt cuộc có cái học sinh đột nhiên nhảy đến cố vân đông trước mặt, sắc mặt phím hồng ẩn ẩn có chút kích động mở miệng, tuấn mã đồ thế nhưng là ngươi họa, cố cô nương, ngươi họa kỹ cũng thật tốt quá, kỳ thật ta đối này bút thang họa hứng thú cũng rất lớn, ta giáo xá bên kia có không ít, có thể hay không cũng giúp ta xem một chút, còn có ta, nói thực ra ta cũng cân nhắc rất nhiều thiên, cô nương ngươi chờ một lát, ta bên này đi giáo xá lấy họa đi, cố vân đông ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía những người này, thời buổi này học sinh phần lớn thanh cao, đặc biệt là ở học vấn phương diện, không nói kinh thường nữ tử đi. Nhưng cũng tuyệt đối không vui đi thỉnh giáo một vị so với chính mình tuổi còn muốn tiểu nhân cô nương, này sẽ làm bọn họ cảm thấy thật mất mặt tần văn tranh là cái ngoại lệ từ hắn đối đãi thê tử thái độ liền có thể nhìn ra tới hắn là cái tôn trọng nữ tính sẽ không coi khinh người nhưng cố vân đông bỗng nhiên cảm thấy nàng cha tới thiên hải thư viện cầu học là thập phần chính xác lựa chọn đối với như vậy một đám không ngại học hỏi kẻ dưới một lòng nhào vào đề cao học vấn thượng đáng yêu học sinh cố vân đông đương nhiên không ngại nhiều giao lưu giao lưu nhưng tề sơn trưởng không vui a à hắn thật mạnh ho nhẹ một tiếng, cao mày nói, được rồi được rồi, một đám hướng cô nương gia trước mặt tể, này còn thể thống gì, các ngươi học quy củ lễ nghĩa đâu. Còn có, các ngươi ở Duyên Lư đã bao lâu, lúc này là đi học thời gian, còn không quay về, mọi người bị mắng cổ co rụt lại, muốn nói cái gì lại không dám, cuối cùng một đám chỉ có thể quay đầu đi xem tề đình. Tề đình chính mình còn tưởng tể tiến lên đây đâu, đáng thương hắn tuổi tác vóc dáng nhỏ lùng, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị trắng mặt sau, lúc này hắn đang buồn bực, cho nên, đối những người khác ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy. Tề Sơn trưởng lại trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, những người này mới chôn đầu, chạy nhanh xám xịt đi rồi. Tề Đình không đi, Tề Sơn trưởng nhíu mày, vi nghiêm nhìn hắn, như thế nào, ngươi còn không đi, tổ phụ, trong nhà có khách quý, ta thân là chủ nhân, như thế nào có thể không lưu lại chiêu đãi? Tề Đình đúng lý hợp tình nói, hơn nửa này đều sắp đến trưa, ta này liền đi nhà ăn đánh mấy phân đồ ăn, nói xong, hắn trực tiếp chạy đến phòng khách bên kia cầm hộp đồ ăn liền đi rồi, hắn vừa ly khai, tề sơn trưởng biểu môi, lập tức dọn một cái ghế trấn định ngồi xuống cố vân đông bên người, cố vân đông, nói tốt quy củ lễ nghĩa đâu, tề sơn trưởng nghiêm trang, ta liền ngồi ở bên cạnh, ngươi vội ngươi, ta xem ta, yên tâm, sẽ không ra tiếng quấy rầy ngươi. Cố vân đông nhéo bút thang tay có chút cứng đờ, tề sơn trưởng ngươi tốt xấu làm quan nhiều năm khí thế bức người, ngồi ở ta bên cạnh cũng đã quấy rầy ta hảo sao, chạy nhanh, ngươi này ước chừng hai mươi bức họa đâu. Tề sơn trưởng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, ta thuận tiện nhìn xem ngươi tự viết đến thế nào, chỉ điểm chỉ điểm ngươi, cố vân đông, lần đầu tiên nghe được có người đem thâu sư nói được như vậy tươi mát thoát tục mặt không đổi sắc, như thế nào. Ngươi còn cảm thấy ta chỉ đạo không được ngươi, tề sơn trưởng xem nàng nửa ngày bất động, có chút sốt ruột, lập tức sụ mặt nói, người biết này thiên hải thư viện có bao nhiêu người hy vọng được đến ta nửa câu đề điểm sao? Cố Vân Đông mỉm cười, không có, có sơn trưởng gia gia chỉ điểm, là vinh hạnh của ta. Ân. Tề Sơn trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, Cố Vân Đông âm thầm thở ra một hơi, cúi đầu bắt đầu xem họa tác. Nàng tốc độ không tính là mau, nhưng nghiêm túc phụ trách thái độ lại làm Tề Sơn trưởng liên tiếp gật đầu, viết xong một chương cố vân đông liền cẩn thận đặt ở bên cạnh ngay sau đó tề sơn trưởng cầm lại đây phản phất thật sự đang xem nàng viết tự bộ dáng một bên xem một bên nói bút lực nhưng thật ra không tồi chính là tự thể có chút quái nói là chỉ điểm cũng liền nói như vậy một câu sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm xem họa xem cố vân đông viết ý kiến cố vân đông khóe miệng vừa kéo tính hắn cao hứng liền hảo nàng tiếp tục lật xem chương sau liền ở muốn đặt bút hết sức ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Cố vân đông mới vừa ngẩn ra một chút, bên người tề sơn trưởng lại đột nhiên đứng lên, khoảng cách án thư vài bước xa, một bộ vừa rồi ngồi ở bên cạnh xem họa hành vi là người khác ảo giác giống nhau. Hắn bên này mới vừa dịch chuyển hai bước, bên kia tề đình dẫn theo hộp cơm vào được. Tề sơn trưởng đối với hắn gật gật đầu, được rồi, nếu đồ ăn đã thu hồi tới, Vậy ngươi liền mang cố phu nhân cùng cố nhị cô nương đi trước phòng khách dùng cơm đi, nhớ rõ hảo hảo chiêu đãi." Tề Đình đang muốn buông hộp cơm tay dừng lại, "Ta, à, đương nhiên, ngươi không phải chủ nhân sao?" Tề Đình nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở chơi trò chơi xếp hình tiểu vân khả cùng Dương thị, này trò chơi xếp hình là Tề Sơn trưởng đưa cho các nàng chơi, nhưng thật ra cái hống hài Tử hảo món đồ chơi. Hắn lại nhìn thoáng qua Tề Sơn trưởng cùng với tự hồ cũng không tính toán hiện tại dùng cơm cố Vân Đông, chỉ có thể nhận mệnh tiếp đón hai người hướng phía sau phòng khách đi đến. Tiểu cô nương nhìn về phía Cố Vân Đông, người sau gật gật đầu, đi thôi, đại tỷ chờ cha trở về lại dùng, ngươi cùng nương đi trước ăn. Nàng xác thật không đói bụng, canh giờ này còn chưa tới dùng cơm trưa thời gian. Nhưng Cố Vân khả không giống nhau, tiểu cô nương buổi sáng ăn thiếu, bình thường ở nhà thời điểm trong nhà sẽ chuẩn bị một ít tiểu ăn vặt hoặc là trái cây nàng đói gặp thời chờ có thể lót lót bụng nhưng hôm nay muốn tới thiên hải thư viện tiểu cô nương nghe ca ca nói qua ở học đường là không thể tùy tiện ăn cái gì bởi vậy nàng không mang đồ ăn vặt kỳ thật sớm đã có chút đói bụng được đến cố vân đông đồng ý nàng liền buông trò chơi xếp hình ngoan ngoãn nắm dương thị tay đi theo tề đình mặt sau cố vân đông tiếp tục cúi đầu xem trên bàn họa tề đình lãnh các nàng đi trước giặt sạch tay Dương thị cùng Cố Vân Khả đều an an tĩnh tĩnh, tẩy xong tay lúc sau, Dương thị cầm khăn cho nàng xoa xoa. Tề Đình ở một bên nhìn, vừa định nói tiểu thí hài chính là tiểu thí hài, sát tay còn muốn đại nhân tới. Ai ngờ ngay sau đó, hắn lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tề Đình có chút sững sờ nhìn về phía Dương thị, thấy nàng ánh mắt bằng phẳng, nửa điểm đều không có vương tay làm nữ nhi hỗ trợ rửa tay còn bị người nhìn đến cảm thấy thẹn cảm rốt cuộc phát hiện một tia không thích hợp chờ đến một lớn một nhỏ đi đến bàn ăn bên tề đình đem đồ ăn từ hộp đồ ăn lấy ra tới sau nghe được dương thị đột nhiên tỏa sáng ánh mắt cũng lặng lẽ cùng cố vân khả nói có sủi cảo ta thích ăn đồ ăn tề đình rốt cuộc xác định ý nghĩ của chính mình cái này dương thị tự hồ cũng không phải người bình thường phía trước hắn vẫn luôn cũng chưa như thế nào chú ý tới dương thị phải nói cố đại giang vừa vào cửa trừ bỏ hắn cùng hắn ôm vào trong ngực hướng về phía chính mình làm ngoáo ộc cố vân khả ở ngoài, dương thị cùng cố vân đông tồn tại cảm đều cực thấp, mãi cho đến cố vân đông cùng chính mình tổ phụ qua lại giao chiến hai lần hợp sau, hắn mới cảm thấy cố vân đông kỳ thật là cái thâm tàn bất lộ cô nương, nhưng là dương thị. Thực an tĩnh, cho dù ở nàng bồi cố vân khả chơi trò chơi xếp hình thời điểm, cũng cơ hồ cũng chưa phát ra cái gì thanh âm tới, bởi vậy cho đến hiện tại hắn mới cuối cùng phát hiện dương thị không tầm thường nhưng tề đình không hiểu cho dù hắn đọc quá nhiều năm như vậy thư hơn nửa ý tưởng cũng không cổ hủ hắn cũng là không thể lý giải cố đại gian hành vi đối với khả năng đầu óc không tốt thê tử cố đại gian có thể không rời không bỏ này thuyết minh hắn trọng tình nghĩa là cái có trách nhiệm có đảm đương nam nhân hắn kính nể nhưng ra cửa bên ngoài thả là như vậy quan trọng nghiêm cẩn cầu học thời khắc Hắn mang lên có năng lực nữ nhi còn hảo thuyết, mang lên hoàn toàn không thể hỗ trợ thậm chí đều không hiểu bọn họ chi gian theo như lời nói càng hoặc là còn sẽ kéo chân sau thê tử. Tề Đình liền cảm thấy Cố Đại Giang cũng không bình thường. Hắn giờ phút này có chút hối hận, cố ý đem hắn an bài đến vỡ lòng giảng đường, có phải hay không quá khi dễ hắn? Tề Đình hãy còn nghĩ, chờ hoàng hồn sau, lại phát hiện đối diện một lớn một nhỏ thế nhưng đã thơm ngào ngạt ăn hơn phân nữa. Hắn chạy nhanh cuối đầu ăn cơm. Hắn ăn xong còn phải hỏi một chút Cố Vân Đông những cái đó họa sự tình đâu? Hắn muốn biết. Cố Vân Đông này vẽ bản lĩnh là cùng ai học? Có phải hay không Tần Văn Tranh? Nhưng mà hắn vừa mới ăn đến một nửa, đột nhiên cảm nhận được một đạo mãnh liệt làm người đứng ngồi không yên tầm mắt. Tề Đình Rộng mở ngẩn đầu, liền đối với thượng Cố Vân Khả kia Thủy Linh Linh mắt to. Hắn ngẩn ra một chút, như như thế nào? Ăn không vô tiểu cô nương lắc đầu, lại vẫn là gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Bên người tiểu cái đĩa thường, tề đình theo nàng tầm mắt nhìn lại, này tiểu cái đĩa là hắn cố ý lấy ra tới đặt ở một bên, chính là vì đem chính mình không ăn đồ ăn cấp lấy ra tới, lúc này bị cái tiểu cô nương nhìn chầm chầm, tề đình mặt danh cảm thấy sắc mặt táo đến hoảng, hắn trừng mắt nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, nhìn cái gì, ngươi chọn lựa thực. Cố vân khả chỉ chỉ trước mặt hắn tiểu cái đĩa, nói, không ăn rau xanh, liền ăn thịt, không ăn rau xanh làm sao vậy? Hắn liền thích ăn thịt, liền thích ăn, tiểu cô nương tuổi nhỏ, quản nhưng thật ra rất nhiều, tề đình làm trò nàng mặt, tắt một miếng thịt tiếng miệng mình, tiểu cô nương nhíu một chút tiểu mày, vì cái gì? Rau xanh như vậy ăn ngon, ngươi nghe, cắn lên, giòn giòn. Nàng nói còn làm mẫu một chút, ăn say mê, tề đình nhìn nàng cái miệng nhỏ vừa động vừa động, Thế nhưng cảm thấy có điểm thèm người, giống như miệng nàng rau xanh đặc biệt mỹ vị dường như, Đình Chỉ đình chỉ, ăn ngon cái quỷ a, à. ta lại không phải con thỏ, không ăn cỏ, Cố Vân Khả chớp chớp mắt, vậy ngươi là cẩu hùng sao? Thần mẹ nó cẩu hùng, Tề Đình đột nhiên đứng lên, ngươi mắng ta, Cố Vân Khả vẻ mặt mờ mịt, không có a, à. ta nghe a ca ca nói, cẩu hùng chính là chỉ ăn thịt, một bên Dương thị đi theo gật gật đầu, làm chứng ta cũng nghe tới rồi, tề đình trừng mắt này mẹ con hai cái, không, hắn thu hồi phía trước ý tưởng, cố đại gian một chút đều không đơn giản, trừ bỏ cố vân đông cái kia thâm tàn bất lộ, này hai cái cũng là lực sát thương thật lớn có thể đem nhân khí học máu, vô thanh vô tức liền đem ngươi cấp mắng đi vào cố tình ngươi còn không thể trách tội các nàng, nhìn một cái này hai người trên mặt biểu tình, giống như còn là chính mình đã làm sai chuyện tình dường như cố vân khả xem hắn giống như thực tức giận bộ dáng, vội tiến đến dương thị bên tai kề tai nói nhỏ, nương, chúng ta giống như, nói sai lời nói, hư, chúng ta coi như, vừa rồi không ra quá thanh. Ăn cơm ăn cơm, làm hắn cho rằng, tưởng ảo giác đi, hảo, chúng ta coi như không biết hắn kén ăn, trong chốc lát không cần ngẩng đầu, hỗn qua đi thì tốt rồi, ân ân, liền như vậy làm, tề đình, các ngươi muốn nói lặng lẽ lời nói tốt xấu thanh âm nhẹ một chút, ta đều có thể nghe thấy, đều nghe, đến, thấy, hảo, sao? Nhưng một lớn một nhỏ đã cúi đầu, hai khuôn mặt thiếu chút nữa vùi vào trong chén, liền cái đuôi mắt đều không cho chính mình lộ. Tề Đình đều bị khí cười, các ngươi còn có thể trang lại giống như một chút sao? Nhưng hắn có thể nói cái gì, chẳng lẽ thật cùng một cái hài tử một cái ngốc tử so đo. Tề Đình phẫn hận ngồi ở ghế trên, nửa điểm ăn uống đều không có. Mắt thấy này hai người cơm đều ăn xong rồi còn ở bên kia hoa chiếc đũa, thiếu chút nữa nhịn không được ngã xuống ghế dựa đi. Chính là ngay sau đó, hắn lại nhịn không được xoay chuyển trong mắt, đột nhiên đi phía trước thấu thấu, nhỏ giọng hỏi, cố vân khả đúng không? Tiểu cô nương ngẩng đầu, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng còn tàn lưu một cái cơm. Tề đình thấy được, nhịn không được có chút tay ngứa, cầm khăn đem nàng cấp lau. Tiểu cô nương ngẩng người, di, Nguyên Lai hắn không sinh khí a, à, còn hảo còn hảo, kia nàng liền an tâm rồi, bởi vậy nàng gật gật đầu, vỗ vỗ tiểu bộ ngực, đúng vậy, ta kêu Cố Vân Khả, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tiểu cô nương rất hào phóng mở miệng, ngươi hỏi, ta cái kia, cái kia, biết gì nói hết, đối. Ca ca đã dạy nàng cái này thành ngữ, Tề Đình tức khắc vui vẻ, nói như vậy, ngươi cái gì đều đã biết, ân, ta hiểu nhưng nhiều tiểu cô nương thực kiêu ngạo, tuy rằng ta chỉ có bốn tuổi, phải không? Tề đình trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, vậy ngươi nói cho ta, ngươi đại tỷ vẽ bản lĩnh là cùng ai học? Tần văn tranh sao, cố vân khả tức khắc co rụt lại cổ, không xong, vấn đề này nàng không biết, hơn nữa là về đại tỷ, kha biểu cô nói, đại tỷ sự tình không thể tùy tiện nói cho người khác, đặc biệt là nam nhân, như vậy đại tỷ thanh danh muốn ra đại đại vấn đề nghĩ nghĩ tiểu cô nương chỉ có thể nhược nhược mở miệng có thể có thể đổi cái vấn đề sao tề đình sửng sốt cân nhắc một chút khả năng vấn đề này đối nàng là khó khăn điểm bởi vậy hắn quả nhiên thay đổi một cái ngươi đại tỷ cùng tần văn tranh rất quen thuộc sao hắn kỳ thật chính là muốn biết tần văn tranh sự tình tiểu cô nương không cao hứng hắn như thế nào lão hỏi đại tỷ sự tình khẳng định không có hảo ý cho nên nàng thực quyết đoán lắc lắc đầu không biết Tề Đình kiên nhẫn không tốt, thấy thế cũng có chút bực, ngươi không phải nói cái gì đều biết không, đúng vậy. Cố vân khả một bộ ta lại không lừa gạt ngươi biểu tình, Tề Đình, Hảo, vậy ngươi nói nói, ngươi biết cái gì, ta biết, xào rau trước phóng du, cá muốn quát vẫy cá, đùi gà thịt ăn ngon, cố vân khả bản ngón tay đầu, giống nhau giống nhau nói qua đi, trong nồi nổi lửa, không thể đổ nước, đừng ăn nhiều, tốt sâu răng, làm một nhĩ phao thủy không thể quá dài, cuối cùng, nàng càng là trung khí mười phần nói, còn có, không thể kén ăn, hừ, tề đình ngứa răng, đột nhiên rất muốn nhéo này tiểu cô nương kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, nắm nàng thịt nhìn xem nàng còn có thể nói ra cái gì tới, khống chế được ngo ngoe rụt trịch tay, tề đình hừ lạnh một tiếng, nói như thế nào tới nói đi đều là ăn, trừ bỏ ăn, ngươi còn biết cái gì, tiểu cô nương mặt đỏ lên, nàng, nàng biết ăn làm sao vậy khi cũng rất lợi hại, cố tình lúc này, phòng khách bên kia truyền đến vỗ tay thanh, mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy tề sơn trưởng đứng ở cửa, tán thưởng ánh mắt dừng ở cố vân khả trên người, nói rất đúng, tiểu cô nương còn tuổi nhỏ lại như vậy hiểu chuyện, so nào đó người mạnh hơn nhiều, nói nào đó người thời điểm, hắn tầm mắt liền thập phần kinh thường dừng ở tề đình trên người, thuận tiện ở kia đôi hắn lấy ra tới rau xanh mặt trên dừng một chút, lãng phí đáng xấu hổ, liền tiểu cô nương đều biết đến đạo lý, ngươi đọc nhiều năm thư thế nhưng toàn bộ vào cẩu trong bụng, tề đình có chút ảo não, hắn vừa rồi hẳn là trước đêm kia đĩa rau xanh hủy thi diệt tích, đều là này tiểu nha đầu, hắn nhìn về phía cố vân khả, tiểu cô nương đã bay nhanh chạy đến cố vân đông bên người đi, đại tỷ, ta ăn được, ăn ngon sao? Cố vân đông lấy ra khăn tay, cho nàng xoa xoa miệng. Tiểu cô nương tức khắc cảm thấy mỹ mãn lên, dùng sức điểm điểm đầu, ăn ngon, ta ăn, nhiều như vậy, cố vân đông sờ sờ nàng đầu, nắm tay nàng một lần nữa đi vào phòng khách, trải qua tề đình bên này khi, khiết quá mức nhìn hắn một cái, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là kia xích quả quả miệt thị khinh thường ánh mắt, lại chói lọi phá lệ thấy được, tề đình thiếu chút nữa một cái ngã ngửa khí ngất xỉu đi, còn không phải là kỳ thị hắn kén ăn sao. Hắn ăn cho bọn hắn xem, hắn phẫn hận bưng lên kia cái đĩa, đem rau xanh toàn bộ đảo vào trong miệng, sắc sắc sát trắng mấy khẩu liền nuốt đi xuống. Cố vân thả vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, vì cái gì hắn ăn rau xanh, giống như là ở ăn độc dược dường như. Tiểu cô nương tỏ vẻ không thể lý giải. Tề đình ăn xong liền đi ra ngoài, ai ngờ mới vừa đi ra cửa, cố đại giang đã trở lại. Tề đình liền lại quay người trở về, hắn đảo muốn nhìn, cố đại giang ở vỡ lòng lớp học xong khóa, có thể viết ra cái gì hảo văn chương tới tề sơn trưởng nhìn thấy hắn vội tiếp đón hắn trước lại đây ăn cơm ăn xong lại viết cố đại giang cũng không khách khí hắn xác thật là đói bụng bất quá tốc độ cũng mau rốt cuộc hắn giờ phút này trong đầu xác thật là có ý tưởng vẫn là mau chóng viết xuống tới tương đối hảo bởi vậy hắn vội vàng ăn xong sau liền lập tức đến án thư bên bắt đầu lưu loát viết lên tề đình có nghĩ thầm qua đi xem nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hắn trước cuộc chính hắn ở viết văn chương thời điểm nhất kỵ người khác quấy rầy, bởi vậy hắn nhìn xuống, chờ đến cố đại giang viết xong, mới gấp không chờ nổi lấy lại đây. nhưng tề sơn trưởng so với hắn càng mau một bước, trước đem văn chương cầm lấy tới, tề đình, này thật là thân gia gia, tề sơn trưởng phản phất không thấy được tề đình giống nhau, ngồi ở chính mình vị trí thượng, còn cho chính mình đổ một ly trà, ngay sau đó bắt đầu khoan thai phẩm vị, mới xem xong hai câu hắn liền đột nhiên dừng lại kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía cố đại giang ngươi tề sơn trưởng lại lần nữa xác nhận một lần xác định không hoa mắt vẫn là có chút khó có thể tin hỏi ngươi đi đi học kết quả đương phu tử cố đại giang xác thật là bị đưa tới vỡ lòng giảng đường hắn cao lớn tuổi cũng không nhỏ vỡ lòng giảng đường bàn học có chút thấp cố đại giang ngồi ở mặt sau cùng vị trí thượng chọc đến mặt khác học sinh tò mò không thôi phu tử cũng thực bất đắc dĩ có biết đây là sơn trưởng yêu cầu chỉ có thể đương không nhìn thấy tiếp tục giảng chính mình khóa nhưng mà giảng đến một nửa phu tử lại đột nhiên cảm giác bụng không quá thoải mái chỉ có thể tạm thời cấp các học sinh an bài chính mình đọc sách nhiệm vụ chính mình rời đi giảng đường hắn vừa đi đến tuổi này còn nhỏ không quá định tính hài tử lập tức liền ong 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 nháo khai còn có vài cái nghịch ngợm một chút hài tử dứt khoát chạy đến cố đại giang bên người tới vây quanh hắn hỏi chuyện cố đại giang mắt thấy như vậy không được vừa lúc vỡ lòng ban tri thức hắn đều sẽ hơn nữa hắn cũng phát hiện cái này phu tử giảng bài là có chút buồn tẻ có lẽ giáo tuổi lớn một chút học sinh còn hảo đối với này đó ngồi không được hài tử càng là một loại dày vò cố đại giang vừa lúc là đối hài tử thập phần có kiên nhẫn người trong nhà vô luận là cố vân đông vẫn là cố vân thư đều là hắn cấp vỡ lòng hắn có kinh nghiệm hơn nữa từ khi vân thư đi học lúc sau hắn mỗi ngày trở về đều sẽ nói lên học đường sự tình cùng nguyên trí cùng nhau cùng hắn cái này làm phụ thân giao lưu học đường một ít thú sự cố đại giang dần dần sờ soạn ra tuổi này học sinh ở học tập thượng thái độ là cái dạng gì cho nên đối mặt này đó cùng nhà mình nhi tử không sai biệt lắm tuổi học sinh cố đại giang lấy kể chuyện xưa giống nhau phương thức tiến hành giảng bài thực mau liền có thể làm người nghe đi vào cũng đem sách vở thượng tri thức bối ra tới cố đại giang lúc này viết văn chương đó là lấy tiểu thấy đại, trình bày tùy theo tài năng tới đâu mà dạy quan điểm. Tề Sơn trưởng xem đến đôi mắt tỏa sáng liên tiếp gật đầu, hảo, viết đến hảo A, cấp độ mới là, luận điểm mới mẻ độc đáo, văn chương từ nhiều phương diện chứng minh rồi chính hắn quan điểm, chẳng những văn chương có thâm ý, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng này văn chương là cho hắn cái này Sơn trưởng xem. Tề Sơn trưởng để ý chính là cái gì? Đương nhiên là thư viện dạy học, này văn chương quả thực đối diện tề sơn trưởng ăn uống tề sơn trưởng xem xong cười ha ha đứng lên vỗ vỗ cố đại giang bả vai ba đạo đề ngươi đều hoàn thành hơn nữa hoàn thành thực xuất sắc cố đại giang hoan nghênh ngươi nhập học thiên hải thư viện từ ngày mai bắt đầu ngươi liền tới thư viện đi học đi cố đại giang con ngươi sáng ngời rút cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm ơn sơn trưởng học sinh này sương có lễ tề sơn trưởng thật cao hứng tần văn tranh quả nhiên cho hắn giới thiệu một cái đệ tử tốt cho dù tương lai cố đại giang khoa cử cũng không có lấy được cái gì hảo thứ tự nhưng cũng chú định là một nhân tài hắn đem văn chương thu hảo đi đến một bên viết thiệp giao cho hắn ngày mai ngươi tới thời điểm liền mang theo này trương thiệp đi tìm hà giam viện hắn sẽ an bài tốt đa tạ sơn trưởng cố đại giang thận trọng nhận lấy nội tâm vui sướng còn có này hai mươi bức họa liền trước đặt ở nơi này đi hạ học phía trước ta sẽ làm người đưa còn cấp những cái đó học sinh, đúng vậy. Cố đại giang tự nhiên đồng ý, ngước mắt giang lại thấy tề sơn trưởng mặt mày có chút mệt mỏi, biết hắn đi theo vội ba ngày, lập tức liền đưa ra cáo từ, tề sơn trưởng gật gật đầu, làm tề đình đem người đưa ra thư viện. Tề đình tuy rằng bị cố gia người nghẹn rất nhiều lần, nhưng đồng thời cũng rất bội phục bọn họ, đảo cũng không chối từ hơn nữa ở hướng cổng lớn đi thời điểm còn thuận tiện cho hắn thuyết minh một ít thư viện sự tình, cố đại giang cảm kích, tề đình liền nhiều vài phần đắc ý, nện bước cũng không khỏi chậm vài phần, ai ngờ liền tính như vậy, ngẫu nhiên giang hắn quay đầu lại khi, vẫn là phát hiện phía sau thiếu một người, tề đình mộng bức, bên này không phải một cái lộ, liền xoay cái công còn có thể lạc đường, cố đại giang cũng phát hiện, nhà mình nữ nhi, không thấy, hắn cùng tề đình nhìn nhau liếc mắt một cái, Mới vừa tính toán quay đầu lại tìm xem, liền nghe được quen thuộc thanh âm từ chỗ rẻ chỗ truyền đến. Mấy người dứt khoát trở về đi, quả thực nhìn thấy cố vân đông đứng ở nơi đó cùng người ta nói lời nói. Đại gia ngươi đã dính nhiều ít, mới vừa chuyển qua công tới, tề đình vừa lúc nghe thế câu nói. Hắn nhìn về phía đứng ở cố vân đông đối diện lão hán, nhìn thấu hẳn là ở thiên hải thư viện thủ công người, lại xem trong tay hắn túi lưới cùng cây gậy trúc, tức khắc minh bạch là ngày mùa hè chuyên môn cấp trong thư viện dính biết. Ngày mùa hè ve minh thanh không ngừng, thường xuyên có học sinh bị ồn ào đến vô pháp tỉnh hạ tâm tới học tập. Kỳ thật này đảo cũng không có gì ghê gớm, học sinh nếu là liền điểm này ầm ỉ đều khắc phục không được, khi tương lai như thế nào tham dự khoa cử khảo thí. Nhưng không chịu nổi trong thư viện có tiền thiếu gia nhiều, bọn họ chính là không muốn nghe đến này ve minh thanh, chính là vô pháp tại như vậy ầm ỉ hoàn cảnh hạ học tập cho nên chính mình tìm người lại đây, đêm này đó biết đều cấp bắt tính. Tề Sơn Trưởng cũng mặc kệ, chỉ cần tiếng thư viện nhân thân gia trong sạch, thả nhiều nhất không vượt qua năm người, bọn họ muốn bắt liền trảo. Ve Minh Thanh thiếu hắn cũng có thể ngủ cái thoải mái ngủ trưa. Cố Vân Đông giờ phút này chính là ở cùng này dính ve đại gia nói chuyện, kia đại gia trong tay túi lưới nặng trĩu, nghe vậy cười ha hả nói, dính không ít đâu, như vậy một đại túi, cô nương sao đối cái này còn cảm thấy hứng thú đâu có thể hay không cho ta xem cố vân đông tưởng duỗi tay đi tiếp kia lão hán lại chạy nhanh sau này cô nương nhưng đừng này ngoạn ý đen tuyền nhiều như vậy tể ở bên nhau khiếp đến hoảng nhưng đừng dọa ngươi ta không sợ dọa cố vân đông cũng không miễn cưỡng thu hồi tay nói ta tưởng mua này một túi lưới ve không biết có thể hay không cái này không ngừng lão hán kinh trứ ngay cả tề đình cũng chấn kinh rồi Hắn nhìn trước mặt cái này liền so với chính mình đại tam tuổi cô nương, quả thực không biết nên nói cái gì. Em đẹp mua một túi biết, đầu óc không tật xấu đi. Khi lão Hán một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cô, cô nương, ngươi thật sự muốn mua cái này, là muốn bao nhiêu tiền? Lão Hán lại ngẩn ra một chút, ngay sau đó vội lắc đầu, không cần tiền không cần tiền. Cô nương nếu là nếu muốn, cứ việc cầm đi là được. này rốt cuộc cái gì yêu thích a? À, khi không thành ngươi cực cực khổ khổ ban ngày. Cố vân đông móc ra 50 văn tiền cho hắn, húng hồ này túi lưới cũng đến cho ta, cố vân đông cho tiền, cầm biết, lúc này mới tiếp đón những người khác rời đi, chỉ có lão hán trong tay cầm tiền, cả người đều là ngốc. Liền, liền kiếm lời 50 văn, cho đến đi ra thật dài một đoạn đường, cố đại giang mới tò mò hỏi nàng, vân đông, ngươi mua cái này làm cái gì, mua trở về thiêu ăn a? À? biết chính là ăn rất ngon đồ vật, ngắt đầu bỏ đuôi sau trung gian kia đoạn tinh thịt quả thực là mỹ vị a, à, ngẫm lại miệng đều thèm, bất quá nơi này giống như không ai ăn. Tề đình nghe xong thiếu chút nữa một cái lão đảo trực tiếp bò đến trên mặt đất đi, hắn một hồi lâu mới bình tĩnh lại, chỉ vào kia túi lưới nói, ngươi, ngươi ăn này sâu, cố vân đông liếc xéo hắn một cái, ít thấy việc lạ, nàng một bộ, ngươi thật là chưa hiểu việc đời, bộ dáng, thiếu chút nữa làm tề đình bạo thô khẩu ngược lại là cố vân khả, tò mò duỗi tay đi chọc chọc túi lưới, đại tỷ, cái này ăn ngon sao, được đến cố vân đông khẳng định sau khi gật đầu, tiểu cô nương đôi mắt đều sáng, thực dùng sức nuốt nuốt nước miếng, đại tỷ muốn nói ăn ngon đồ vật, kia khẳng định đặc biệt đặc biệt ăn ngon. Cố vân khả nhớ tới gà rán chân gà rán cánh còn có mềm như bông bánh kem cùng thơm ngọt thơm ngọt sữa đông hai tầng, đều có chút gấp không chờ nổi. Một bên dương thị tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng kia bước chân lại nhịn không được nhanh hai phân. Tề đình, này toàn gia rốt cuộc sao lại thế này. Ăn cái sâu liền cùng ăn nhân gian Mỹ vị liếc mắt một cái, không mắt thấy, quả thực không mắt thấy. Hắn lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đi nhanh ở phía trước dẫn đường. Có thể đi đi tới, lại chậm lại, một lát sau, thừa dịp cố đại giang cùng cố vân đông đang nói chuyện thời điểm, khẽ yên lặng đi đến cố vân khả bên người tiểu cô nương đang bị dương thị ôm vào trong ngực nhìn thấy hắn thối lui đến chính mình bên người còn có chút kỳ quái tề đình nhỏ giọng hỏi nàng ngươi thật đúng là tính toán ăn kia đồ vật đâu đại tỷ nói ăn ngon nhưng đó là sâu a sâu như thế nào có thể ăn đâu nhiều ghê tởm không phải tề đình ngẫm lại đều cảm thấy ác hàng không được tiểu cô nương nhăn nho nhỏ mày rất bất mãn có thể ăn chạy nạn thời điểm gì đều ăn thổ đều ăn ngươi chọn lựa thực, tề đình đối mặt nàng lên án rất là khó chịu, liền tính không kén ăn hắn cũng không ăn đất hảo đi, ân. Từ từ, hắn nhìn về phía cố vân khả, các ngươi, là chạy nạn lại đây. Cái này hắn nhưng thật ra thật sự không biết, tần văn tranh tinh cũng không giới thiệu quá, cố vân khả gật gật đầu, chạy nạn thời điểm, nhưng sợ hãi nhưng sợ hãi, không đồ vật ăn, không nước uống, tề đình tức khắc không nói, hắn tuy rằng không tự mình trải qua quá kia tràn tai nạn, nhưng lại nghe quá không ít, năm trước đi ở trên đường khi, cũng có thể nhìn đến rất rất nhiều quần áo tả tơi gầy trơ cả xương nạn dân, ánh mắt kia tang thương khát vọng đều có thể dọa đến hắn, nghĩ đến trước mặt này bụ bẩm tiểu cô nương cũng mới 4 tuổi, năm trước sợ là liền lộ đều còn đi không xong, cách không được hiện giờ gì đều không chọn, chỉ cần có thể ăn là được, là sâu là thảo đều không sao cả, có thể thấy được là bị đại khổ. Tề Đình đau lòng sờ sờ nàng đầu nhỏ, tiểu cô nương chớp chớp mắt, đây là sao? Tề Đình thở dài một hơi, đột nhiên quay đầu liền chạy, "Cố Vân Khả, nàng vừa rồi có nói cái gì sao?" Cố Đại Giang cùng Cố Vân Đông nghe được phía sau động tĩnh cũng quay đầu, nhìn nhìn, không hiểu ra sao. Bất quá tính, không có Tề Đình bọn họ cũng có thể tìm lộ đi ra ngoài. Một nhà bốn người thực mau liền đi ra thư viện đại môn, một lần nữa đứng ở đền thờ kia hai mặt khắc đầy người danh tường đá trước cố đại giang lúc này cảm thụ lại hoàn toàn không giống nhau. Chính mình từ đây sau này đó là thư viện này học sinh, nhìn đến này đó tên, có loại có chung vinh dự cảm giác. Tiết Vinh nắm xe ngựa lại đây, cố vân đông đang muốn đi phía trước đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến hồng học thanh âm. Mấy người quay đầu vừa thấy, liền thấy nguyên bản đột nhiên rời đi tề đình lại về rồi. Tự hồ chạy cập, hắn giờ phút này đầy đầu là hãng, trên người học sinh bào cũng siêu siêu vẹo vẹo, nhìn có vài phần chật vật. Tề đình trong lòng ngực tự hồ còn ôm thứ gì, chạy đến trước mặt, lập tức đem kia đồ vật nhét vào cố vân khả trong lòng ngực. Tiểu cô nương cúi đầu vừa thấy, di, tề đình ho nhẹ một tiếng, hảo, cái này tặng cho ngươi. Cái này là đồ hộp, chúng ta phủ thành cũng chỉ có một nhà tử lầu có mua, địa phương khác hương vị đều bất chính tông, rất khó đến, ngươi lấy về đi từ từ ăn. Hắn tưởng nói, kia ve liền không cần ăn đi, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, không lại khuyên cố vân khả nhìn trong lòng ngực đồ hộp lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn sau một lúc lâu cố vân khả từ dương thị trong lòng ngực xuống đất ôm đồ hộp lên xe ngựa tề đình nhìn tiểu cô nương vội vã bóng dáng trong lòng có chút hụt hẫng như thế nào liên thanh cảm ơn đều không có đây chính là ta duy nhất một vài đồ hộp tiểu không lương tâm cố vân khả cũng đã hự hự làm tiếp vinh đỡ bò lên trên xe ngựa từ bên trong trong ngăn tủ nhảy ra hai cái đồ hộp ngay sau đó lại bị Tiết Vinh cấp ôm xuống dưới. Nàng một lần nữa chạy đến Tề Đình trước mặt, đem đồ hộp đưa qua đi, cho ngươi. Tề Đình ngơ ngác nhìn trong tay hai cái đồ hộp, liền nghe được tiểu cô nương giòn giòn thanh âm vang lên, nhà ta thật nhiều, ngươi nếu muốn, về sau tới mua, này hai vại đưa ngươi, về sau liền phải tiền. Nàng thận trọng chuyện lạ công đạo một câu sau, liền phất phất tay, ta đi rồi, tái kiến, tiểu cô nương lộc cộc một lần nữa chạy trở về bị tiết vinh đỡ lên xe ngựa chờ đến xe ngựa một lần nữa khởi động dần dần sử ly liền bóng dáng đều không có sau tề đình mới rủ mắt nhìn nhìn trong lòng ngực hai bình quán đầu nói thầm một câu đều nói địa phương khác đều bất chính tông liền tính lại nhiều kia cũng không thể ăn lời nói còn chưa nói xong hắn trong lúc vô tình vừa lật mặt vừa lúc thấy được bình đế có khắc cố tự cố tề đình thân mình đột nhiên ngẩn ra đúng rồi cố đại giang không phải họ cố sao không, không thể nào. Tiểu cô nương giờ phút này trong lòng ngực cũng ôm cái kia đồ hộp, nàng cảm thấy tề đình người này hảo kỳ quái, trong chốc lát giống người tốt, trong chốc lát lại giống cái người xấu, quá phức tạp. Suy nghĩ một hồi lâu sau, nàng liền từ bỏ, dứt khoát đi lay cố vân đông trong tay biết, cố vân đông từ nàng, quay đầu ở cùng Tiết Vinh nói chuyện, nha người tìm được rồi sao, tìm được rồi, liền ở phía trước biên ngõ nhỏ, không xa, cố vân đông nghĩ tới, nàng cha muốn tại đây đọc sách nàng nương hơn phân nửa cũng muốn tại đây bồi cố đại gian liền không thích hợp ở tại thư viện giáo xá ở gần đây mua cái phòng ở cũng là cần thiết gần nhất cho hắn cha trụ thứ hai nàng tới phủ thành cũng có cái địa phương nghỉ chân một chút bởi vậy ở bọn họ toàn gia tiến thư viện thấy tề sơn trưởng phía trước cố vân đông liền trước làm tiết vinh đi tìm xem phụ cận nha người không bao lâu xe ngựa liền ở một cái đầu ngõ dừng lại con đường bên cạnh quả nhiên đứng một cái đánh cây quạt trung niên nam nhân, nhìn thấy Tiết Vinh, cây quạt tức khắc vừa thu lại, vội tươi cười đầy mặt đón đi lên, là cố lão gia đi. Hắn đứng ở xe ngựa bên, tự mình đỡ từ bên trong xuống dưới cố đại giang, cười nói, Tiết Tiểu Ca đều cùng ta nói, cố lão gia này lập tức liền phải tại đây thiên hải thư viện đọc sách, tại đây chúc mừng cố lão gia. Này vẫn là ra thư viện sau nhìn thấy cái thứ nhất chúc mừng chính mình người, Cố Đại Giang tuy rằng trên mặt không hiện, này trong lòng lại là thật sự quất thiết, quả thật là làm nha người, này miệng quá có thể nói. Cố Vân Đông cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, này Đại Nhiệt Thiên, nàng không làm Dương thị cùng Cố Vân khả đi theo lăn lộn, trực tiếp làm Tiết Vinh đem các nàng trước đưa trở về, xem phòng ở có nàng cùng nàng cha liền đủ rồi. Chờ xe ngựa đi rồi, nha nhân tài bắt đầu giới thiệu nói, bên này tới gần thư viện, phòng ở khẳng định khang hiếm thật nhiều người không chịu bán, đều lấy ra đi thuê cấp những cái đó học sinh. Tiết tiểu ca cùng ta nói cố lão gia yêu cầu, hiện giờ ta này đỉnh đầu thượng nhưng thật ra có tam gia không tồi, ta trước mang các ngươi đi xem phía trước kia hộ nhân gia, bên này thỉnh, có lẽ là tới gần thiên hải thư viện, bên này phòng ở nhiều thực, lui tới cũng rất náo nhiệt, bất quá so với phòng hoa nội thành, vẫn là muốn an tĩnh rất nhiều. Nhà người dẫn bọn hắn đi để nhất gia, là một cái tiếng sân, so với Kha biểu cô gia muốn lớn hơn một chút. Vị trí này là khoảng cách thư viện gần nhất, cũng là nhất thích hợp người đọc sách trụ, bởi vì an tĩnh, chung quanh cũng không có gì cửa hàng. Nghe nói bên cạnh mấy hộ nhà đều là thiên hải thư viện học sinh, thường xuyên cùng nhau tham thảo học vấn, học tập bầu không khí nồng đậm. Quan trọng nhất chính là, không có gì thượng vàng hạ cám người tới tới lui lui, an toàn. Cố Đại Giang cùng Cố Vân Đông đi vào nhìn, phòng ở xác thật khá tốt, Tuy rằng là cái tiếng, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Bất quá bên trong trống rỗng, cái gì gia cụ đều không có, nếu mua, chỉ sợ muốn một lần nữa đặt mua dụng cụ. Nha người vừa đi một bên giới thiệu, này phòng ở cũng còn tính tân, ban đầu chủ nhân gia mới vừa ngày hôm qua dọn đi, các ngươi nếu là sớm tới hai ngày, chỉ sợ còn đằng không ra. Hắn nói còn đi xem hai người phản ứng, Cố Vân Đông đừng nói, Cố Đại Giang trên mặt cũng không lộ ra cái gì biểu tình tới nhìn một vòng sau, ba người liền ra tới, nha người liền mang theo bọn họ đi đệ nhị hộ nhân gia. Đệ nhị hộ ly đến xa hơn một chút một chút, nhưng ngoài cửa lớn biên lộ thực rộng mở, liền tính là hai chiếc xe ngựa song hành cũng một chút vấn đề đều không có. Chung quanh có một ít tiệm tạp hóa lương du phô mua sinh hoạt hàng ngày cửa hàng, không lớn, nhưng thực phương tiện, cũng không la hét ầm ĩ. Cố Đại Giang cùng Cố Vân Đông mới vừa đi tới cửa thời điểm, liền rất thích này hoàn cảnh, hơn nữa này phòng ở tựa hồ là tân, hẳn là không lâu trước đây mới tu sửa quá. Nha người cầm chìa khóa mở cửa, Cố Vân Đông vừa muốn đi phía trước đi, liền thấy hàng xóm da cửa mở, đi ra một cái phụ nhân tới, nhìn thấy đứng ở cửa Cố Vân Đông hai cha con, còn hơi hơi sửng sốt một chút. Bên kia nha người đã ở tiếp đón bọn họ tới, Cố lão gia Cố tiểu thư, tiến vào nhìn xem đi. Cố Vân Đông hai người vào đại môn, liền gặp được trong viện loại một cây quả hồng thụ kia thụ hẳn là có chút năm đầu, chi đầu đều đã duỗi tới rồi cách vách, hoặc nhìn nhưng thật ra có vài phần thích ý tư thái. Cái này nhị tiếng viện còn rất đại, tuy rằng cũng không có gì gia cụ, nhưng nhà ở nhiều, thư phòng phòng bếp phòng cho khách đều phân thật sự rõ ràng. nha người mang theo bọn họ đi dạo một vòng, như cũ không có thể từ bọn họ trên mặt nhìn ra vừa lòng không, tức khắc trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Viện này là tam hộ nhân gia bên trong tốt nhất một nhà, nhà ở đại phòng ở tân đoạn đường cũng hảo đương nhiên giá phương diện tự nhiên cũng là quý nhất bất quá cố gia đến bây giờ còn không có dò hỏi quá giá cả nhưng thật ra có thể từ từ nói chuyện đi tiếp theo gia nhìn xem đi cố vân đông tính toán toàn bộ xem xong lại quyết định hóa sau tam gia sao vẫn là rất cần thiết nha người lên tiếng mang theo bọn họ ra tới môn một khóa lại hắn liền lãnh cố vân đông hai người hướng đệ tam hộ đi đến Ai ngờ mới vừa đi đến cách vách nhà ở khi, phía trước gặp qua cái kia phụ nhân cũng ra tới, đối với bọn họ hơi hơi gật đầu, liền buông xuống đầu đi rồi. Nhà người đi ở phía trước không chú ý, cố đại giang tự hồ ở suy xét hai cái phòng ở ưu khuyết điểm, chỉ có cố vân đông, nhạy bén phát hiện vừa rồi kia phụ nhân, lén lúc vứt cái mị nhãn cho nàng cha, ngoạ tàu, lúc này mới thấy một mặt, tự nhiên liền tưởng thông đồng nàng cha tới, cố vân đông mặt nháy mắt liền đen, quay đầu lại nhìn nhìn đệ nhị hộ nhân gia, nháy mắt liền đem cái này lựa chọn cấp bài trừ. Nói dẫn đâu, phòng ở mua tới sau, nàng cha đại bộ phận thời gian đều là ở thư viện, này nhà ở là nàng nương ở trụ, nếu là này phụ nhân đối nàng cha có tâm tư, còn không được tìm cơ hội khi dễ nàng nương. Dương thị đối người nhưng không quá bố trí phòng vệ, cố vân đông rung lên một chút thân mình, nhanh hơn nện bước, nha người mang theo bọn họ đi đệ tam gia, nhà này là cái tiểu nhị tiếng, so với phía trước kia hộ tiểu, nhưng cũng không tồi, chung quanh cũng có cửa hàng, hơi chút có một chút la hét ầm ĩ, nhưng đi ra ngoài thực phương tiện, để cho Cố Vân Đông vừa lòng chính là, từ phòng ở đi ra ngoài, đi cái hơn 10 mét liền có một chỗ giếng nước, nước ăn thực phương tiện, phòng ở mặt sau lại quá một cái đầu hẻm, liền có một cái hà, giặt quần áo cũng phương tiện, nơi này thực thích hợp sinh hoạt, nhưng không rất thích hợp đọc sách cố vân đông đi đến cố đại giang bên người nhỏ giọng hỏi hắn cha ngươi cảm thấy này tam gia nhà ai tốt nhất nàng cho rằng cố đại giang sẽ tuyển đệ nhất gia bên kia đọc sách bầu không khí nhất nùng liệt ai ngờ hắn chỉ chỉ nơi này nói nhà này tốt nhất không lớn không nhỏ ra cửa cũng phương tiện quay đầu lại ngươi nương nếu là muốn đi đi dạo phố cũng không cần vòng tới vòng lui ngươi nương tưởng nói chuyện không cần đè nặng thanh âm còn có viện này còn có thể cho ngươi nương loại chút hoa cố đại giang không nói chính là dương thị trước kia thực thích trồng hoa chỉ là ở nhà họ cố thời điểm điều kiện không cho phép sau lại tới rồi vĩnh phúc thôn cố vân đông không biết nàng có loại này yêu thích chỉ là có đôi khi sẽ nhìn đến nàng cầm ấm nước tự cấp trong viện rau dưa củ quả tưới điểm nước gì đó cố vân đông nghe được cố đại giang lý do rất là vô ngữ nàng dừng một chút có chút do dự hỏi cha không cảm thấy xảo sẽ ảnh hưởng người đọc sách sao, cố đại gian sửng sốt, ha ha cười nói, xảo cái gì? Này liền xảo, trước kia ở cố gia trương kia mới kêu xảo, cha người ta ở đương trướng phòng tiên sinh thời điểm, kia tiệm cơm tới tới lui lui khách nhân không biết nhiều ít, một hồi một cái thanh, cha không phải làm theo có thể xem đi vào thư, cố vân đông chụp một chút chính mình cái trán đúng rồi, nàng cha trước nay đều không sợ xảo, đã sớm luyện thành một thân đồng bì thiết cốt huống hồ đây là cái tiểu nhị tiến sân người ở phía sau thư phòng bên kia đọc sách cơ hồ không có gì thanh âm vậy nhà này cố đại giang gật đầu nha người thấy bọn họ ở bên kia nhỏ giọng nói chuyện cũng không đi quấy rầy mắt thấy bọn họ thảo luận không sai biệt lắm lúc này mới tươi cười dương lên hỏi cố lão gia cố tiểu thư chính là suy xét hảo này tam trong nhà có thích sao nếu là không có kia nhưng đến ở ly thư viện xa một chút địa phương tìm hoặc là cũng có thể thuê một hộ xuống dưới. Bất quá thuê nhà luôn là không có phương tiện, phòng chủ yếu là đột nhiên không thuê, lại tìm cũng phiền toái thực. Cố vân đông gật gật đầu, này tam gia, phân biệt là cái gì giá cả, nha người vừa nghe liền biết hấp dẫn, chạy nhanh nói, đệ nhất gia ly thư viện gần, tuy rằng chỉ có tiếng. Nhưng cũng muốn hai. đệ nhị gia phòng ở đại, là cái nhị tiếng, hơn nữa mới vừa tu sửa không lâu, muốn 1700 lượng bạc, này đệ tam gia sao, cũng là cái nhị tiếng, bất quá nhỏ một chút, muốn năm trăm lượng bạc, cố đại giang đều kinh trứ, như vậy quý. Này đều sắp đuổi kịp kinh thành giá nhà đi, cố vân đông cũng nhăn nhăn mày, nhưng trong lòng nhiều ít có chút đế, nơi này là phủ thành, hơn nữa bên này phòng ở nhưng không phải tương đương với học khu phòng sao. Hiện đại học khu phòng quý, cổ đại học khu phòng càng là không nhường một tấc lại nói này Thiên Hải thư viện ở bên này có trăm năm, này phụ cận phòng ở nhưng không phải một năm sau so một năm cao sao, hơn nữa, phàm là trong thư viện ra một cái trạng nguyên thậm chí là một cái tiến sĩ, này phụ cận đều đến bị người ta nói thành là địa linh nhân kiệt hảo địa phương. 152a, Cố Vân đông thở ra một hơi, làm nha người đem phòng chủ tìm tới. Phòng chủ trụ nhưng thật ra không xa, nghe nói có người mua phòng ở, lập tức liền chạy tới. Cố Đại Giang cùng hắn cò kè mặt cả, này phòng chủ miệng khẩn thực, chết sống không chịu nhả ra. Cố Lão Gia Ngài cũng biết, bên này phòng ở đều là cái này giới, không phải ta không chịu tiện nghi, ta không thể phá hư giá thị trường không phải. Lại nói ta này phòng ở cũng xác thật giá trị cái này giới, nói thực ra, nếu không phải ta gần nhất làm buôn bán đỉnh đầu có chút khẩn, này phòng ở ta là thật không tính toán bán. Cố Vân Đông Ninh Mi, thời tiết nhiệt thật sự, nàng cũng thật sự không kia nhẫn nại cùng người cãi cọ, cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, một nghìn bốn trăm hai mua phòng ở lấy lòng. Cố Vân Đông lúc này mới cùng cố đại giang trở về kha biểu cô gia, kha biểu cô gia đã thu thập ra tới. Cố Vân Đông vừa vào cửa liền thấy dương thị, đồng thủy đào, còn có cố vân khả đều ngồi xổm trong viện, ở kia xử lý biết. Cố Vân Đông, nàng ở trên xe ngựa thời điểm là có đã nói với tiểu cô nương hẳn là như thế nào thu thập thứ này nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự một hồi gia liền động thủ, xem này tràn đầy tự hồ đã xử lý không sai biệt lắm, chỉ có Kha biểu cô, vẻ mặt ghét bỏ đứng ở trong phòng, không chịu tới gần, cố vân đông ngồi sổng xuống, cầm lấy cố vân khả tiểu cô nương xử lý tốt biết nhìn nhìn, ân, thực hảo, gỡ xuống cánh, đi đầu đi đuôi, liền dư lại ngón tay cái móng tay cái như vậy một chút tinh thịt, xử lý còn rất sạch sẽ. Tiểu cô nương cầu khen ngợi giống nhau ngẩng đầu, đại tỷ ta làm được đúng hay không rất đúng thật thông minh tiểu cô nương lập tức cảm thấy mỹ mãn cười quay đầu càng thêm ra sức đem dư lại biết đều chuẩn bị cho tốt cố vân đông bắt lấy tay nàng nhìn nhìn này biết mấy chỉ chân đều có tiểu gai ngược cố vân khả loại này nộn nộn tiểu ngón tay thật dễ dàng đã bị câu phá nàng thương nhiên cũng không sợ xem này tiểu nộn tay đều hồng hồng khả đối thượng nàng kia chờ mong đôi mắt nhỏ cố vân đông chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười điểm điểm nàng tiểu ngạch đầu, được rồi, trước đêm này giặt sạch, đại tỷ tới thiêu, biết muốn bạo xào mới ăn ngon, đổ du, thượng khương hành tỏi, lại đem rửa sạch sẽ biết toàn bộ ngã xuống đi, thứ lạp một tiếng, thanh âm kia nghe đều dễ nghe, không trong chốc lát, mùi hương liền tạc vỡ ra tới, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bếp, thiệu thanh viễn bọn họ vào cửa thời điểm, này cổ mùi hương nháy mắt liền cùng không muốn sống dường như, chui vào mấy người trong lỗ mũi. A Trư theo hương vị chạy đến phòng bếp, nhìn đến Đen Tuyền biết còn sửng sốt một chút, đây là gì? Thịt. Cố Vân Đông cười tủm tỉm. A Trư liền không hỏi, mặc kệ là gì thịt, nghe liền ăn ngon. Bởi vậy chờ đến hai đại bàn biết bưng lên sau, A Trư liền gấp không chờ nổi kẹp lên một cái nhét vào trong miệng. Cố Vân Đông nhắc nhở hắn, đem sát ngoài xóa. A Trư chạy nhanh cắn khai, đào ra bên trong tinh thịt, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ăn ngon, này cái gì thịt a? À? cũng chưa ăn qua, cũng quá ngon. Một bên Kha biểu cô lạnh lùng nói, đây là biết, liền trên cây kia luôn là một cái kính xảo người chết biết thịt, là sâu. A trư ngơ ngẩn, A thử cũng kinh ngạc nhìn về phía kia hai bàn đen tuyền đồ vật. Trịnh cương thiếu chút nữa liền phải ném xuống chiếc đũa. Thiệu thanh viễn không sao cả, hắn kỳ thật ăn qua, bất quá trước kia hắn đều là trực tiếp nướng ăn, không ngắt đầu bỏ đuôi, cho nên tổng cảm giác có cổ cay đắng nguyên lai biết chỉ có thể ăn này trung gian một bộ phận. Trường kiến thức, hắn thực mau ăn không hề gánh nặng, còn cấp cho cố vân đông rất cao đánh giá, ăn rất ngon, sau đó, A trư A thử trịnh cương ba người bay nhanh đem chiếc đũa vói vào mâm, không biết đại gia có hay không ăn qua, ha 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 ha, ta khi còn nhỏ nhưng thích ăn, vừa đến nghỉ hè, đại giữa trưa đại nhân đều ở ngủ trưa. Chúng ta mấy cái tiểu đồng bọn liền cầm cây gậy trúc đi võng biết, sau đó xào ăn đặc biệt hương. Ta đại biểu tẩu lần đầu tiên tới nhà của ta thời điểm, vừa lúc ta ở thiêu, nàng ăn một cái, đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại viết viết đều muốn ăn. Bên kia, cố vân khả tiểu cô nương đã sớm đã ở trên bàn lột một đống xác. Đồng thủy đào biết đây là thứ gì, tuy rằng ngay từ đầu cũng có chút chần chờ, nhưng từ khi mùi hương phiêu tiến trong lỗ mũi sau, nàng liền không còn có bất luận cái gì ý tưởng, chạy nhanh ăn đi cố gia người càng là không nói lời nào, phía trước còn không cảm thấy, hiện tại phát hiện giống như người có điểm nhiều, nhưng biết có chút thiếu. Kha biểu cô nguyên bản vẫn luôn ở ghét bỏ, liền tính phía trước bị kia mùi hương kích thích nước miếng phân bố, nhưng cũng không nghĩ tới muốn ăn này ngoạn ý. Nhưng hôm nay nhìn một bàn người đều cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, liền lời nói đều luyến tiếc nói, sợ chính mình ăn ít một cái bộ dáng, thế nhưng làm nàng hoài nghi lên, thật sự như vậy ăn ngon sao? Nàng do dự lại do dự, mắt thấy tất cả mọi người buông xuống đầu, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, lén lút chấp một cái. Ngay sau đó dường như không có việc gì xoay người, nhìn đen tuyền biết, đôi mắt một bế, cắn đi xuống, ân. Thế nhưng cũng không tệ lắm. Một chút đều không có sâu ghê tẩm cảm, thơm ngào ngạt, tha biểu cô tỏ vẻ, cái này nàng vẫn là có thể tiếp thu. Trong miệng cái kia ăn xong rồi, nàng mới xoay người, vừa định kẹp cái tiếp theo, lại phát hiện. Không, hai cái mông thế nhưng đều không, những người này là quỷ chết đói đầu thai sao? A Trư cảm thấy mỹ mãn dựa vào ghế trên, cảm thán nói, không nghĩ tới này biết lại là như vậy ăn ngon, trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện. A thử, nếu không chúng ta ngày mai lại đi trảo một túi, hảo A. A thử tán thành, thiệu thanh viễn liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái, trảo đã trở lại chính mình sao? A trư A thử, này không phải làm khó bọn họ sao, nhưng bọn họ cũng xác thật không dám làm cố vân đông giúp bọn hắn thiêu A, bởi vậy chỉ có thể đem tầm mắt thả xuống đến đồng thủy đào trên người. Người sau nghĩ đến vừa rồi trong miệng mỹ vị, ra đi ra đi miệng, thực dứt khoát gật đầu, hành, không thành vấn đề, thiệu thanh viễn lúc này mới vừa lòng, dò hỏi nổi lên hôm nay ở thiên hải thư viện tình huống, biết được cố đại giang thông qua tề sơn trưởng khảo hạch, Ngày mai là có thể đi thư viện đưa tin, mọi người đều thật cao hứng. Thiệu Thanh Viễn bên này cũng tiến triển thuận lợi. Cái kia kêu lai like, hỷ tiểu nhị, mang chúng ta đi nhìn năm gia cửa hàng, ta mua hai nhà, khoảng cách rất gần, một nhà khai cố ký, một nhà về sau lấy tới khai hiệu thuốc. Ngày mai muốn hay không đi xem, Thiệu Thanh Viễn nhưng thật ra tưởng mua tới gần hai nhà cửa hàng, đáng tiếc quá khó khăn, chỉ có thể tìm khoảng cách gần, hiệu thuốc còn không vội mà khai. Viện thành hiệu thuốc vừa mới đi lên quỹ đạo, dược liệu thứ này cũng không dễ dàng thu mua, đặc biệt còn muốn tìm sẽ y thuật trưởng quầy, cho nên đến làm đâu chắc đấy, không vội với nhất thời, ta đi xem. Cố vân đông còn có chút kinh hỉ, không nghĩ tới một ngày thời gian liền định ra tới, nàng quay đầu nhìn về phía cố đại giang, cha, ngươi ngày mai chính mình đi thư viện không thành vấn đề sao, cố đại giang mới vừa uống lên miếng nước, nghe được lời này thiếu chút nữa sạch tới rồi. Hắn một lời khó nói hết nhìn về phía nhà mình nữ nhi, Vân Đông a, à, cha không phải tiểu hài tử, cha đều hơn 30 tuổi, đừng nói thư viện, liền tính một người đi kinh thành cũng không có vấn đề gì. Cố Vân Đông cười gượng một tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây, Cố Đại Giang không phải Dương thị, cũng không phải Vân thư Vân khả. Ta đây ngày mai đi xem cửa hàng. Cố Đại Giang xua xua tay, đi thôi đi thôi, đi vội ngươi, bởi vậy ngày hôm sau cố vân đông thiệu thanh viễn còn có trịnh cương mấy người đi cửa hàng bên kia cố đại giang cùng tiết vinh đi thư viện những người khác tắt đi trước hôm qua mua kia chỗ trong phòng đem tiểu nhị tiến tấp sửa sang lại ra tới thiệu thanh viễn mua cửa hàng vị trí không ở phủ thành trung tâm nhưng cũng là phồn hoa đoạn đường cửa hàng phía trước con đường thực rộng mở lui tới người không ít cửa hàng là hai tầng lâu mặt sau mang theo cái tiểu viện tử sân nhưng thật ra không lớn bất quá trụ người vẫn là vậy là đủ rồi. Cố vân đông ở cửa hàng xoay chuyển, rất là vừa lòng. Thiệu thanh viễn thấy thế, không khỏi nở nụ cười, nói, này cửa hàng ban đầu là thư phô, chủ nhân là cái thư sinh, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Đối với phụ thân hắn lưu lại thư phô không tốt kinh doanh, liền trực tiếp giao cho ban đầu trưởng quầy quản, đáng tiếc, đáng tiếc cái kia trưởng quầy chính là cái lòng tham, đồ vật lấy hàng kém thay hàng tốt còn không tính, cửa hàng tiền tài cũng cho hắn âm thầm dịch đi rồi không ít. Trước đó không lâu một cái thư sinh cấp thư phô chép sách sau không được đến nên có thù lao, nhịn không được trực tiếp ở trong thư viện ồn ào ra tới bị kia chủ nhân đã biết, chủ nhân lúc này mới xuống tay điều tra cửa hàng tình huống. Được đến kết quả lại thiếu chút nữa làm hắn khí ngất xỉu đi, cửa hàng chẳng những thiếu hụt lợi hại, còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Hắn lập tức đem trưởng quầy vặn đưa quan phủ, nhưng thật ra lấy về một bộ phận tiền tài, nhưng còn có thật lớn một bút lại là như thế nào cũng điền không thượng. Người đọc sách nhất để ý thanh danh, đặc biệt thư phô thiếu không ít học sinh vất vả tiền, không biện pháp, chủ nhân chỉ có thể đem cửa hàng cấp bán. Cố vân đông nghe được thổn thức không thôi, đồng tình kia thư sinh một phen. Bất quá thực mau liền dứt bỏ rồi, bắt đầu cân nhắc như thế nào trang hoàng trước mắt cửa hàng, nếu không, vẫn là tìm phùng thúc lại đây. Thiệu Thanh Viễn đề nghị, hắn trước kia đã tới Phủ Thành làm việc, bên này cũng có nhận thức người không sợ không phương pháp cố vân đông ánh mắt sáng lên hành nàng đối phùng đại năng ấn tượng thực hảo phía trước cố ký chính là phùng thúc cấp hỗ trợ trang hoàng hiện giờ phùng thúc việc nhưng thật ra không ít thuộc hạ đã có một cái thành thục làm việc gánh hát bất quá tiếp sống phần lớn đều là phụ cận mấy cái thôn ngẫu nhiên sẽ có trấn trên huyện thành người tìm hắn nhưng cố vân đông biết phùng thúc cũng là có giả tâm tự nhiên hy vọng càng đi càng xa cửa hàng trang hoàng cũng không dùng được vài người phùng thúc mang lên hai cái tiểu nhị như vậy đủ rồi sáng mai ta làm a thử ra cho thúc ngựa trở về đem phùng thúc tiếp nhận tới hành cố vân đông nghĩ khi đêm nay thượng nàng đến căn cứ này cửa hàng kết cấu họa một chút trang hoàng đồ hai người mới vừa trò chuyện bên ngoài đột nhiên truyền đến vài đạo la hét ầm ĩ thanh cố vân đông cùng thiệu thanh viễn nhìn nhau liếc mắt một cái đồng thời hướng cửa hàng đi đến mới ra tới liền thấy một cái có chút quen mắt trung niên nam nhân bước đi tiến vào sắc mặt bất thiện trừng mắt bọn họ là các ngươi cố vân đông sửng sốt ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nghĩ tới này trung niên nam nhân còn không phải là hôm trước ở cẩm tú tửu lầu nhìn thấy vị kia muốn định ghế lô người sao theo tiểu nhị lai hỉ nói là cái gì chu gia quản sự chu quản sự trong lòng mạo hỏa nhìn cố vân đông ba người cười lạnh lên này cửa hàng chính là các ngươi cấp mua đi Cố vân đông nhíu mày, nàng người này luôn luôn đối thân thiện người thân thiện, đối với loại này đôi mắt giống như lớn lên ở trên đỉnh đầu người, nàng hờ hững. Bởi vậy ở liếc kia trung niên nam nhân liếc mắt một cái sau, nàng lại xoay người xem chính mình cửa hàng. Nhưng thật ra trịnh cương, lạnh một khuôn mặt hỏi hắn, ngươi vị nào, ngươi đừng động ta là vị nào, các ngươi có biết hay không này cửa hàng là nhà của chúng ta lão gia trước coi trọng, hảo A, phía trước cùng chính mình đoạt ghế lô hiện giờ lại cùng hắn đoạt cửa hàng, nơi nào tới cường đạo, này tay là càng duỗi càng dài a. À, Trịnh Cương cảm thấy người này sợ không phải đầu óc có vấn đề đi. nhà ngươi lão gia trước coi trọng, ngươi nhưng thật ra mua a, à, chính mình không mua còn trách người khác xuống tay sớm. này đều người nào? Trung niên nam nhân thấy bọn họ không nói lời nào, càng tức giận. các ngươi có nghe hay không? này cửa hàng là nhà của chúng ta lão gia trước coi trọng. Chúng ta lão gia bất quá chính là trở về suy xét một ngày, các ngươi liền tiệt hồ, có phải hay không quá không nói đạo lý. Này làm người làm việc dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Cố Vân Đông còn không có nghe qua loại này cách nói, nàng quay đầu đánh giá liếc mắt một cái kia trung niên nam nhân, cười nói, nói đến dễ nghe, cái gì trở về suy xét một ngày, sợ là tưởng ép giá đi. Biết rõ này cửa hàng ban đầu chủ nhân vội vã ra tay, còn cọ tới cọ lui muốn dùng giá thấp mua này cửa hàng chính mình tâm tư bất chính còn quái thượng người khác đương ai đều là ngốc tử đâu trung niên nam nhân bị nói trúng tâm sự sắc mặt tức khắc đổi đổi tóm lại cái này cửa hàng là chúng ta trước nhìn chúng các ngươi nhiều ít bạc mua chúng ta cho ngươi cố vân đông hối hận vừa rồi cùng hắn nói chuyện cùng ngốc tử có cái gì hảo nói thiệu thanh viễn càng là đứng ở kia trung niên nam nhân trước mặt hàng một khuôn mặt đi ra ngoài ngươi người này hắn còn chưa nói xong, liền nhịn không được trục trục cổ, có chút sợ hãi nhìn thiệu thanh viễn. Cuối cùng, trung niên nam nhân ngạnh cổ đỉnh một lát, vẫn là sợ đến sau này lui hai bước, người này nhìn hung hãn, vạn nhất động thủ chính mình không được có hại, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo liền đi, đều đi tới cửa, mới chỉ chỉ bọn họ, các ngươi cho ta chờ, nói xong không đợi thiệu thanh viễn nhìn qua, chạy nhanh chạy, hắn vừa đi, trịnh cương liền nhịn không được nhíu mày, chủ nhân người này có thể hay không cấp chúng ta mang đến phiền toái sẽ không có phiền toái chúng ta rốt cuộc vừa tới phủ thành nếu là đối phương tài đại thế đại trịnh cương lo lắng sốt ruột hắn làm việc cẩn thận quán làm buôn bán có thể không đắc tội người liền không đắc tội người đặc biệt là vừa tới đến một cái xa lạ địa phương nhưng cố vân đông giống như không để bụng thiệu thanh viễn cũng không cái gọi là hắn thở dài một hơi Cố Vân Đông thấy hắn giống như còn là thực lo lắng bộ dáng, vẫn là cười giải thích hai câu, trịnh thúc, ngươi không cần quá lo lắng, nếu là vị này Chu gia quản sự tài đại thế đại không thể đắc tội, trước hai ngày chúng ta đi Cẩm Tú Tửu lầu thời điểm, trưởng quầy còn có tiểu nhị liền sẽ không một câu đều không đề cập tới, huống hồ, đây là đối phương trước kiêu ngạo ương ngạnh không nói đạo lý, đối loại người này, không đánh ra đi chẳng lẽ lưu trữ ăn Tết sao? Cố Vân Đông cảm thấy nếu là nàng hơi chút yếu thế một chút, này quản sự tuyệt đối sẽ được một tất lại muốn tiến một thước. Trịnh cương ngẩn ra, ngẫm lại cũng đúng. Ba người tiếp tục xem cửa hàng, nhưng mà không bao lâu, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến la hét ầm ĩ thanh. Trịnh cương còn tưởng rằng là trung niên nam nhân đã trở lại, không nghĩ tới không phải, tới chính là mấy cái bên đường lưu manh bộ dáng, như là vùng này thu bảo hộ phí. Khi lưu manh đầu lĩnh đi vào, liền nhìn về phía đối diện ba người, hỏi, các ngươi muốn tại đây khai cửa hàng kia nhưng đến hiểu chút quy củ cái gì quy củ thiệu thanh viễn đi phía trước đứng một bước khiếp mắt đánh giá vài người mấy cái lưu manh nhưng thật ra có chút sợ hắn mặt lạnh nhưng ỷ vào người nhiều rốt cuộc vẫn là có chút tự tin này phố là ca mấy cái che chở cho nên này duyên phố cửa hàng đều đến cấp điểm bảo hộ phí cũng không nhiều lắm một tháng một trăm lượng trịnh cương đảo trừ một mụn khí lạnh các ngươi đây là ở dực tiền cố vân đông lại nheo lại mắt nhìn về phía cửa hàng bên ngoài trốn tránh trung niên nam nhân quả nhiên là hắn gọi tới người cố vân đông còn tưởng rằng người này sẽ trở về hắn kia cái gì chu phủ gọi người đâu không nghĩ tới vẫn là có điểm đầu óc tìm địa đầu xà tới bọn họ nơi này tìm phiền toái trung niên nam nhân lúc này cả người đều giấu ở đối diện đầu ngõ đối với bên người người ta nói nói trong chốc lát bọn họ khởi xung đột chúng ta lại qua đi khuyên can đến lúc đó mua bọn họ cửa hàng liền dễ dàng nhiều, hữu dụng sao? Bên người người thoạt nhìn là cái gã sai vặt, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Chu quản sự hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là có dùng, một tháng một trăm lượng bảo hộ phí, ai vui ra, đáng tiếc chúng ta đến chậm một bước, bằng không cũng không cần lấy tiền cho kia mấy cái địa đầu xà hỗ trợ lăn lộn như vậy vừa ra, Chu quản sự biểu môi, không chừng bởi vậy, chúng ta giá cả còn có thể ép tới càng thấp đâu dừng một chút hắn lại hỏi lão gia khi nào lại đây hẳn là mau tới đi chu quản sự có chút sốt ruột đến ở lão gia lại đây phía trước hoàn thành chuyện này vừa lúc kia cửa hàng ba người giống như tính tình đều không tốt lắm bộ dáng khẳng định không một lát liền đến xảo lên hắn chờ là được cửa hàng giờ phút này xác thật dương cung bạc kiếm trịnh cương nhìn kia mấy cái địa đầu xà nói ta còn không có nghe nói qua này phố là muốn thu bảo hộ phí càng đừng nói một tháng một trăm lượng đúng vậy, trước kia là không cần thu, hiện tại muốn, như thế nào, có cho hay không? Không cho đừng trách ca mấy cái không khách khí, ngươi trịnh cương khó thở, không cho, ngươi nhìn xem như thế nào cái không khách khí pháp. Cố vân đông thu hồi dừng ở chu quản sự trên người tầm mắt, nhìn kia mấy cái địa đầu xà liếc mắt một cái, kia địa đầu xà lập tức liếc hướng nàng, ngay sau đó con ngươi chính là sáng ngời, ánh mắt trở nên không kiên nể gì lên, nha, Nơi này còn có cái tiểu cô nương lớn lên quái đẹp. Ngươi muốn biết như thế nào không khách khí pháp. Kỳ thật cũng đơn giản, nếu không ngươi lại đây thân ta. A, à, lời nói còn chưa nói xong, kia địa đầu xà liền cảm thấy bụng đau xót, cả người liền cùng như diều đứt dây dường như, đột nhiên bay đi ra ngoài. Bang, phanh, rơi xuống đất thanh âm vang lên, không ngừng kia địa đầu xà ngây ngẩn cả người, mặt khác du thủ du thực cũng ngây ngẩn cả người trên mặt cười còn treo đâu liền như vậy cấp cứng lại rồi sau một lúc lâu mọi người xoay đầu nhìn về phía động thủ thiệu thanh viễn hung hăng nuốt nuốt nước miếng thiệu thanh viễn lạnh băng ánh mắt nhất nhất quét qua đi còn có cái nào nếu không khách khí mấy cái địa đầu xà thân mình rung lên tức khắc sau này lui lại mấy bước đối diện chu quản sự cùng gã sai vặt càng là xem đến đôi mắt đều thẳng ngơ ngác liền 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 như vậy cấp trực tiếp đá bay như như thế nào làm kia gã sai vặt khẩn trương đầu lưỡi đều thắt, người kia giống như có võ công, chúng ta qua đi đều không đủ hắn một cái ngón tay đánh, khi mấy cái địa đầu xà cũng không được việc a, à, nếu không, nếu không kia cửa hàng từ bỏ đi, chu quản sự cũng sợ tới mức một cái run run, chỉ là nghe được gã sai vặt nói sau trở tay liền đánh hắn một chút, nói cái gì mê sản, kia cửa hàng là lão gia nhìn chúng, là ta nói không cần liền không cần sao, xem ra giữa chúng ta là không được, ngươi ngươi chạy nhanh đi kêu a phong lại đây hắn là chúng ta trong phủ hộ vệ thân thủ hảo đâu khẳng định có thể thu thập được kia nam nhân gã sai vặt gật gật đầu lập tức đứng lên ai ngờ còn không có cất bước đâu liền lại dừng chỉ vào cách đó không xa một chiếc xe ngựa nói không cần đi a phong bồi lão gia lại đây chu quản sự đột nhiên quay đầu nháy mắt thay đổi sắc mặt hiện tại làm sao bây giờ gã sai vặt hoang mang lo sợ hỏi Chu quản sự nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, nói, còn có thể làm sao bây giờ? Trực tiếp cùng lão gia nói đi, nói chu quản sự chạy nhanh từ ngõ nhỏ ra tới, ở chu lão gia xe ngựa đến cửa hàng phía trước đem người cấp cản lại, khóc tan một khuôn mặt bồi tội, lão gia, lão nô thực xin lỗi ngài A, không có thể hoàn thành ngài công đạo sự tình, lão nô có tội, xe ngựa mành mở ra, chu lão gia từ trên xe ngựa xuống dưới, câu mày xem hắn, sao lại thế này? lão gia, ngài xem trung cái kia cửa hàng, bị, bị người cấp mua đi rồi, chu lão gia trực tiếp đạp hắn một chân, đồ vô dụng, liền cái cửa hàng đều trị không được, chu quản sự sinh sôi ai hạ này một chân, trong lòng lại đêm này bút trướng nhớ tới rồi cố vân đông vài người trên đầu, lão gia, lão nô cũng là không có biện pháp, này giá đều cùng kia cửa hàng nguyên lai like lý chủ nhân trao đổi hảo. Lý chủ nhân liền chờ lão nô trở về cùng lão gia nói một tiếng, cầm bạc liền có thể đem cửa hàng qua hộ, không nghĩ tới, không nghĩ tới, hắn nói nói còn thúc tha thúc thích nức nở hai tiếng, không nghĩ tới đột nhiên tới ba người, một hai phải mua kia cửa hàng, còn nói nhiều cấp lý chủ nhân hai trăm lượng bạc, ta vừa nghe này còn phải, này cửa hàng chính là chúng ta tiên quyết định mua, nhưng ba người kia hoàn toàn không nói đạo lý, bọn họ trung có cái nam nhân, có chút thân thủ, trực tiếp liền đem lão nô cấp ném ra tới lão nô đánh không lại hắn, này cửa hàng liền, chu lão gia nghe được đôi mắt đều trợn tròn, buồn cười, buồn cười, thế nhưng còn có như vậy ngang ngược vô lý cường đạo, đúng vậy, ỷ vào có điểm công phu liền cường mua cường bán, thật quá đáng, chu lão gia cười lạnh, có công phu ghê gớm. A Phong, đi gặp hắn, là, lão gia. A Phong chấp tay, liền trước một bước hướng kia cửa hàng đi đến chu lão gia cùng chu quản sự lúc này mới chậm rì rì theo ở phía sau chu quản sự khóe miệng lộ ra một mặt cười tới trong lòng nhiều vài tia khoái ý a à phong đi đến cửa hàng cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến kia mấy cái địa đầu xà hoang mang rối loạn sau này lui trong đó một cái thiếu chút nữa đụng vào hắn người nọ quay đầu nhìn lại vừa lúc nhận thức này không phải chu gia hộ vệ sao địa đầu xà tức khắc liền không lùi chu gia hộ vệ tới mấy người này còn không phải một bàn tay liền cho người ta nghiền đã chết này a phong chính là chính tông võ học ra tới bọn họ bó cùng nhau đều đánh không lại hắn đâu bởi vậy mấy cái địa đầu xà thực mau liền sườn khai thân mình làm a phong đi vào đi a phong ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trịnh cương đệ nhị mắt thấy tới rồi thiệu thanh viễn sau đó sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi đệ tam mắt thấy được cố vân đông a phong đột nhiên sau này lui một bước Đồng tử co rụt lại, thân mình đều khống chế không được trung lên một chút, như thế nào, như thế nào sẽ là bọn họ. Cố Vân Đông đã không nhớ rõ người này rồi, nhưng Thiệu Thanh Viễn lại ký ức khắc sâu, lúc trước này A Phong gia cái kia chủ tử, chính là thiếu chút nữa làm hại nhà hắn Vân Đông từ trên lưng ngựa ngã xuống, thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến. Ngươi có việc? Thiệu Thanh Viễn híp mắt hỏi. A Phong theo bản năng lắc đầu, xoay người liền đi tìm nhà mình lão gia. Chu lão gia lúc này đã đi lên trước tới, Chu quản sự càng là chỉ vào Thiệu Thanh Viễn ba người nói, "Lão gia, chính là bọn họ." Chu lão gia thoáng nâng nâng mắt, nhìn đằng trước Trịnh Cương liếc mắt một cái, "Chính là các ngươi nhìn trúng nhà ta cửa hàng, còn không chiếc thủ đoạn." A Phong lập tức kéo kéo hắn tay áo, "Lão gia, xem bên kia." Hắn nhỏ giọng chỉ chỉ Cố Vân Đông hai người vị trí, Chu đại phú nhíu mày, hướng A Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, ngay sau đó bụ bẩm thân mình nhanh nhẹn nhảy đánh dựng lên, nháy mắt lui về phía sau hai bước, ánh mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ nhìn về phía hai người, ngươi, các ngươi, như thế nào sẽ là các ngươi, các ngươi như thế nào ở chỗ này, nha, người này cố vân đông nhận thức, rốt cuộc cho nàng bạc người A, nàng lại nhìn thoáng qua đi theo phía sau chu quản sự, tức khắc liền minh bạch, nguyên lai chu phủ, chính là cái này chu phủ A, chu lão gia, đã lâu không lâu, gần nhất thân thể hảo sao bạc kiếm được có phải hay không thực phỏng tay, Chu đại phú vội không ngừng lắc đầu, không phỏng tay, một chút đều không phỏng tay, lần trước xảo trá hắn như vậy nhiều bạc, Chu đại phú không biết nhiều đau lòng, hiện giờ xem cố vân đông kia xảo trá biểu tình, hắn nháy mắt liền có một tia dự cảm bất hảo, không phỏng tay a, à. vậy ngươi như thế nào còn tìm nhiều như vậy địa đầu xà tới tìm chúng ta cửa hàng phiền toái, Chu đại phú sửng sốt, nhìn nhìn đám người kia, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt bất quá ánh mắt ở chạm đến chu quản sự thời điểm, nháy mắt liền minh bạch, hắn hung tợn trừng mắt nhìn chu quản sự liếc mắt một cái, lập tức phủi sạch nói, không có, ngươi hiểu lầm, ta đều không quen biết những người này, hắn là thật sự không quen biết, hắn thực quan uổng, chu quản sự tất cả người đều ngốc rớt, sao lại thế này? Lão gia nhận thức mấy người này, hơn nữa giống như, thực sợ hãi bộ dáng, hắn lại đi xem A Phong người sau liền tiến lên một bước cũng không dám, không phải, mấy người này rốt cuộc cái gì lai lịch, Chu quản sự trong lòng có chút bất an, cố vân đông lại cười nói, nguyên lai không quen biết a, à, ta còn tưởng rằng là Chu lão gia nhìn trúng cái này cửa hàng, cố ý tìm người tới làm phá hư, còn hỏi chúng ta muốn một tháng một trăm lượng bảo hộ phí, ta vừa rồi nghe được lời này thời điểm, đều sợ tới mức chết khiếp, trung bần bật, thiếu chút nữa buổi tối đều phải làm ác mộng. Cầu ngươi đừng làm ác mộng, ngươi lại tiếp tục nói tiếp, trong chốc lát nên ta làm ác mộng. Chu đại phú khóe miệng run rẩy một chút, thực kiên định lắc đầu, ta xác thật không quen biết, những người này quả thực kỳ cục, cả ngày chính sự không làm chuyên môn xảo trá làm tiền. Cô nương không cần lo lắng, đại gia quen biết một hồi, những người này ta giúp ngươi xử lý đi. Cố Vân Đông gật gật đầu, hành a, à, vậy phiền toái Chu lão gia. Không phiền toái, ta đây liền đem người mang đi hắn nói xong cấp A Phong đưa mắt ra hiệu, không đợi Cố Vân Đông nói cái gì nữa, chạy nhanh xoay đầu, bước chân vội vàng rời đi. Cố Vân Đông vô ngữ nhìn hắn bóng dáng, cứ như vậy cấp làm gì? Nàng còn chưa nói bồi thường vấn đề đâu, nhưng Chu Đại Phú quá đau lòng bạc, hai chân bay nhanh thiếu chút nữa đều phải dùng chạy. Khi mấy cái địa đầu xà hoàn toàn không hiểu ra sao, nghe được Chu lão gia những lời này đó khi rất muốn phản bác, nhưng tiếp xúc đến A Phong cảnh cáo ánh mắt sau, tức khắc không dám ra tiếng, có khả năng, đây là chu lão gia kế hoạch, bởi vậy vẫn luôn đi ra cửa hàng thật xa, cái kia bị đánh đã hoảng lại đây địa đầu xà đầu đầu mới hỏi nói, chu lão gia, này rốt cuộc là có ý tứ gì, chu đại phú liếc bọn họ liếc mắt một cái, những người này căn bản không đáng hắn nói chuyện, trực tiếp giao cho A Phong xử lý, hắn chỉ là quay đầu, nhìn về phía chu quản sự, ngay sau đó hung hăng đá hướng hắn bụng, trực tiếp đem người đá phiên trên mặt đất cẩu đồ vật, ngươi còn không cho ta nói thật, Chu quản sự kinh ngạc, chạy nhanh bò dậy, sắc mặt trắng bệt, lại không dám có khác tiểu tâm tư, đem sự tình một năm một mười nói một lần, Chu đại phú sau khi nghe xong sắc mặt càng kém, lại hung hăng đạp hắn một chân, A à Phong đuổi rồi kia giúp địa đầu xà trở về, Chu đại phú liền mặt âm trầm nói, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, này một nam một nữ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Chu đại phú không dự đoán được lại ở chỗ này nhìn thấy Cố Vân Đông cùng Thiệu Thanh Viễn, lần trước gặp mặt thời điểm, vẫn là ở Vĩnh Ninh phủ đến Vạn Khánh phủ trên đường. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng bọn họ là Vạn Khánh phủ người, không dự đoán được tự nhiên sẽ tại đây Tuyên Hòa phủ khai cửa hàng. Nghĩ đến thiếu chút nữa lại phải bị này hai người xảo trá, Chu đại phú này trong lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu không thoải mái. Xoay người lại hung hăng đạp một chân Chu quản gia, khi mấy cái địa đầu xà chính ngươi thu phục, còn có, phạt ngươi nửa năm tiền tiêu vặt, còn dám có lần sau, lão tử đem ngươi bán đi, lão nô không dám. Chu quản sự trong lòng khổ ha ha, hắn cũng không dám hỏi mấy người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ biết chính mình là đá đến ván sắt, chẳng những gì chuyện tốt cũng chưa vớt được, còn phải tốn phí một tuyệt bút tiền đi ra ngoài. Chu đại phú lại ngước mắt nhìn thoáng qua kia cửa hàng phương hướng, trong lòng thẳng nói đen đuổi tiếp đón a phong xoay người hồi phủ cửa hàng vài người nhìn thấy bọn họ bóng dáng hoàn toàn biến mất lúc này mới quay đầu tiếp tục thảo luận bất quá cùng lúc đó còn có mấy người ở ngoài cửa xem xong rồi náo nhiệt sau cũng sôi nổi quay đầu trở lại cách vách mấy cái cửa hàng bên trong đi bên trái chính là gia mua trang sức tiểu nhị vào cửa liền đối chưởng quầy nói cách vách mới tới chủ nhân giống như họ cố là vị tuổi trẻ cô nương không biết cái gì địa vị tính nết rất đại không tốt lắm chọc bộ dáng. Trong đó có cái nam thân thủ thực không tồi, cái kia chu phủ A Phong đều sợ hắn, đánh giá trước kia ăn qua mệt, bên phải chính là gia trang phục vô, tiểu nhị cũng đem chính mình vừa rồi nhìn đến kia một màn cùng trưởng quầy nói, kia chu đại phú đều sợ cách vách cửa hàng chủ nhân, đánh giá vị kia họ cố cô nương hậu trường không nhỏ, căn bản là không đem chu đại phú để vào mắt, địa đầu xà cũng không sợ, nói đánh là đánh, cũng không lo lắng nhân gia tới cửa trả thù, đối diện chính là gia điểm tâm phô, tiểu nhị đi vào liền tấm tắc có thanh, chủ nhân là cái cô nương, tuổi còn trẻ liền ra tới làm buôn bán, nhé con mới sinh không sợ cọp dạng, làm buôn bán dĩ hòa vi quý, nàng hoàn toàn không để trong lòng, nếu không hậu trường ngạnh, nếu không chính là quá thiên chân, ta xem này cửa hàng khai không lâu, tam gia cửa hàng trưởng quầy phản ứng không đồng nhất. Tả hữu hai nhà cửa hàng còn sờ không chuẩn cố vân đông đế nhưng rốt cuộc về sau đều là hàng xóm vẫn là lấy giao hảo là chủ bởi vậy hai vị trưởng quầy làm tiểu nhị tới cửa tặng chút nước trà đại trời nóng tiêu giải nhiệt cố vân đông vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy đãi ngộ cho dù này đã là nàng khai đệ tam gia cửa hàng rốt cuộc đệ nhất gia ở phượng khai huyện khi cửa hàng ban đầu chính là từ đào gia thắng tới chung quanh cửa hàng trưởng quầy phần lớn vẫn là sợ đào gia ngay từ đầu căn bản không quá dám quan minh chính đại cùng nàng có lui tới. Đệ nhị gia khai ở vạn khánh phủ, cửa hàng nguyên bản là tân gia, sau lại bị sao mới đến chính mình trên tay, khi chung quanh cửa hàng trưởng quầy càng là không dám hạt hỏi thăm, sợ gây họa thượng thân. Bởi vậy Cố Vân Đông nhìn đến hai cái tiểu nhị thái độ thân thiện tiến vào chào hỏi đưa nước trà khi còn sửng sốt một chút, nhưng thật ra Trịnh Cương rất là lễ phép tiếp, chuyện trò vui vẻ cùng hai người hàng huyên vài câu chờ bọn họ đi rồi trịnh cương mới nói nói ta vừa rồi hỏi thăm qua kia hai cái tiểu nhị nói chu đại phú tới phủ thành cũng không bao lâu có nhất định của cải nhưng cũng không cần quá sợ hắn có của cải lại căng cơ chưa ổn này tuyên hòa phủ chân chính có tiền có thế người phỏng chừng cũng chưa đem hắn để vào mắt cố phân đông gật gật đầu cửa hàng mới vừa khai ta cùng thiệu đại ca đều còn sẽ lưu tại phủ thành đảo cũng không sợ bọn họ lại đến tìm phiền toái bất quá chúng ta có phải hay không nên trước chiêu cái tiểu nhị, cố vân đông đối tuyên hòa phủ cũng không quá quen thuộc, thung tử còn muốn ở phượng khai huyện đương trưởng quầy ba tháng, ít nhất cũng muốn đem trần tiến tài bồi dưỡng ra tới mới có thể tới phủ thành. Trong khoảng thời gian này tổng không thể làm trịnh cương một người bận việc, kia cũng quá mệt mỏi, như thế nào cũng đến lại thêm hai người hỗ trợ mới được, chiêu một cái đi, ở thung tử tới phủ thành phía trước. Làm A thử tại đây ngốc 3 tháng. Thiệu Thanh Viễn nói, gần nhất A Thử hiện tại thân thủ không tồi, lại có địa đầu xà lại đây, hắn có thể chấn chấn động. Thứ hai phủ thành cửa hàng tuy rằng đại, nhưng hai cái tiểu nhị cũng đủ, nếu là lại nhiều chiêu, quay đầu lại lại chờ thung tử lại đây sợ là muốn đánh nhau. Cố vân đông gật gật đầu, nếu không, ở cửa hàng bên ngoài viết trương nhận người thông báo, thiệu thanh viễn đang muốn gật đầu, lại thấy trịnh cương có chút do dự mở miệng nói, chủ nhân, ta có thể hay không giới thiệu một cái, cố vân đông sửng sốt, đương nhiên có thể, nếu là trịnh thúc có chọn người thích hợp không thể tốt hơn, cũng miễn cho chúng ta còn muốn tới chỗ tìm hoàn toàn không quen thuộc nhân phẩm tính tình người. trịnh cương lại thở dài một hơi, ta này xác thật có người tuyển, chỉ là thấy hắn tựa hồ có chút lý do khó nói, cố vân đông cùng thiệu thanh viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, cứ nói đừng ngại, ta trước kia tại đây phủ thành đương trưởng quầy thời điểm liền có một cái tiểu nhị kêu trường thuận, rất là cần lao chịu làm, người đặc biệt thành thật, chính là, có một ngày cửa hàng ném tiền bạc, như thế nào tìm cũng tìm không thấy, sau lại có người nói trường thuận nương bị bệnh, nguyên bản không có tiền chữa bệnh, lại đột nhiên được một bút tiền bạc, dùng kia tiền mua hảo dược đem con mẹ nó bệnh cấp chữa khỏi, trịnh cương thở dài một hơi, chủ nhân liền hoài nghi kia tiền bạc là trường thuận trộm, trường thuận tự nhiên phủ nhận. Điện giải nói cho hắn nương chữa bệnh tiền bạc là một cái người hảo tâm cho hắn, bởi vì trường thuận giúp người nọ một cái vội, chủ nhân không tin, làm hắn đem cái kia người hảo tâm cấp tìm ra, nhưng người ta chỉ là đi ngang qua tuyên hòa phủ mà thôi, nơi nào có thể tìm được. Chủ nhân lúc ấy liền đem trường thuận đánh một đốn, đuổi ra cửa hàng, lúc ấy đi, việc này nháo đến rất đại, chung quanh không ít cửa hàng đều đã biết. Cho nên trường thuận bị đuổi đi lúc sau, lại muốn tìm phân sống làm liền quá khó khăn ta biết việc này khẳng định không phải trường thuận làm nhưng ta không chứng cứ tưởng giúp hắn cũng không có thể ra sức thẳng đến ta cũng rời đi kia cửa hàng trước hai ngày ta mới trong lúc vô tình nghe được kia một ngày tiền bạc là bị chủ nhân nhi tử cấp lặng lẽ lấy đi cùng trường thuận không quan hệ đáng tiếc hắn đã biết lại có thể thế nào lão chủ nhân đã chết chính hắn cũng bị đuổi ra cửa hàng duy nhất có thể làm đó là đi trường thuận gia đem sự tình chân tướng nói cho hắn trường thuận lúc ấy nghe xong khóc đến đặc biệt thương tâm trên người hắn hoang khuất rốt cuộc rửa sạch hắn cũng không phải ăn trộm nhưng mà chung quanh hàng xóm cũng không có bởi vì trịnh cương ra mặt mà tiêu trừ đối trường thuận thành kiến thậm chí còn cảm thấy đây là bởi vì trịnh cương cũng bị chủ nhân đuổi đi cho nên tâm sinh bất mãn trả thù chủ nhân bởi vì trịnh cương cũng không có chứng cứ trịnh cương rất muốn giúp trường thuận nhưng hắn cũng lo lắng những cái đó đồn đãi vớ vẫn sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng sinh ý, cho nên mới do do dự dự. Cố vân đông nghe xong chỉ là gật gật đầu, ta đương nhiên là tin tưởng trịnh thúc, chỉ cần trường thuận nhân phẩm không thành vấn đề, này đó tự nhiên cũng không cái gọi là. Trước kia thung tử vẫn là trong thôn du thủ du thực đâu, hiện tại không cũng lên làm trưởng quầy sao. Bất quá ta tưởng trước nhìn xem vị kia kêu thuận tử tiểu nhị, trịnh cương sắc mặt vui vẻ, trên mặt nếp gấp đều tể thành một đoàn, ta đây liền đi tìm hắn tới, trịnh cương nói xong xoay người muốn đi, chỉ là đi rồi một bước lại ngừng lại, ngượng ngùng nói, thuận tử gia cách nơi này có chút xa, chủ nhân khi nào hồi khách điếm, nếu không ta dẫn hắn đi khách điếm cấp chủ nhân nhìn xem, cố vân đông nghĩ nghĩ, hỏi, nhà hắn ở nơi nào, thành nam, thành nam, vừa lúc, cửa hàng xem đến không sai biệt lắm, ta tính toán đi nhà mới bên kia nhìn xem, liền cùng ngươi cùng đi đi cũng miễn cho ngươi đại trời nóng chạy tới chạy lui thiên hải thư viện liền ở thành nam nàng tân mua kia chỗ tiểu nhị tiến tự nhiên cũng ở thành nam trịnh cương liên tục gật đầu hành đi phía trước lại đi nhìn xem thiệu đại ca mua kia ra cửa hàng cố vân đông quay đầu lại quả nhiên nhìn đến thiệu thanh viễn có chút thất vọng thần sắc bất quá nghe được nàng lời này sau lại gợi lên khóe miệng thiệu thanh viễn đi đầu đi phía trước đi ly đến không xa, thực mau là có thể tới rồi, nói không xa, là thật sự không xa, liền cách xa nhau một cái phố mà thôi. So với cố vân đông cửa hàng, bên này dùng để khai hiệu thuốc, muốn càng tiểu một ít, bất quá hậu viện lại muốn lớn hơn rất nhiều, rốt cuộc tương lai dùng để chế dược phơi dược yêu cầu không gian đại, này phụ cận không có gì y quán. Nghe nói rất nhiều người bốc thuốc thập phần không có phương tiện bộ dáng, hoặc nhìn xác thật rất thích hợp khai hiệu thuốc, chỉ là hiện giờ còn sớm, thiệu thanh viễn tính toán trước đêm cửa hàng thuê, thu điểm tiền thuê cũng đúng, xem xong rồi cửa hàng, ba người lúc này mới lên xe ngựa, hướng thành nam chạy tới, trường thuận gia nói là ở thành nam, kỳ thật khoảng cách cố vân đông mua tiểu nhị tiếng còn có chút xa, so sánh cố vân đông nơi học khu phòng, trường thuận sở trụ này một mảnh, lại muốn kêu khu dân nghèo, tiếng đầu hẻm, kia lộ lập tức liền hẹp, hơn nữa không ít nhân gia đồ vật đều chất đống ở cửa, toàn bộ ngõ nhỏ ngăn chặn hơn phân nửa. Cố vân đông bọn họ như vậy đại xe ngựa, căn bản là vào không được. Trịnh cương sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ, chủ nhân, nếu không ngươi cùng thanh viễn tại đây chờ một lát, ta đi vào đem trường thuận kêu ra tới, này ngõ nhỏ chẳng những nhỏ hẹp ầm ỉ, hơn nữa các loại khí vị hỗn tạp thành một đoàn, quả thực một lời khó nói hết, cố vân đông lại xua xua tay, không cần, vào đi thôi, trong thôn còn nơi nơi đều là hố hố ba ba, không cũng hảo bao nhiêu, như thế nào liền đi đến không được, xe ngựa đặt ở giao lộ một cái tiệm cơm nhỏ cửa, cho mấy văn tiền làm ơn chủ quán hỗ trợ chăm sóc một chút, ba người liền hướng ngõ nhỏ bên trong đi đến, tuy rằng này ngõ nhỏ hỗn độn một ít, nhưng sinh hoạt hơi thở lại rất dày đặc, trên đường tiểu hài tử hi hi ha ha nơi nơi chạy, có phụ nhân ngồi ở cửa cầm cái rổ kim chỉ nhìn, thường thường chửi bậy hai câu ngẫu nhiên còn sẽ nghe được len ken loãng xoảng loãng xoảng làm nghề nguội thanh, cùng với trong phòng truyền đến lớn giọng cãi nhau thanh, trường thuận gia tự hồ ở thực bên trong, trịnh cương lãnh bọn họ đi rồi thật dài một đoạn đường mới cuối cùng ngừng lại. Hắn chỉ vào phía trước một đống nho nhỏ có chút củ nát sân nói, chính là kia gia, vừa mới dứt lời đâu, liền thấy kia gia sân môn bị người mở ra, trịnh cương ánh mắt sáng lên, nói, hắn chính là trường thuận, cố vân đông ngẩng đầu lên, liền thấy một cái gầy nhưng rắn chắc thiếu niên cầm một cái đòn gánh đang muốn ra cửa bộ dáng trịnh cương nâng nâng tay vừa muốn kêu hắn liền nghe được mặt khác một đạo chói tai bén nhọn thanh âm dẫn đầu vang lên trường thuận ngươi đây là lại muốn ra cửa làm việc nộp như thế nào ngươi còn có thể tìm được việc làm a à? những cái đó cửa hàng hẳn là sẽ không muốn một cái trộn nhi làm việc đi nói chuyện chính là cái phụ nhân hẳn là trường thuận gia hàng xóm ngữ khí rất là khắc nghiệt nàng đánh giá trường thuận hai mắt sau bừng tỉnh đại ngộ cầm cái đòn gánh ra cửa là muốn đi đương khuân vác đâu ta nghe nói trước hai ngày ngươi kia đảo cái bô việt cũng đã không có trường thuận tay đột nhiên siết chặt tức giận quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện phụ nhân chỉ là hắn không tốt lời nói sắc mặt đỏ lên sau chỉ nghẹn ra một câu không liên quan chuyện của ngươi ai u như thế nào liền không liên quan chuyện của ta phụ nhân khoa trương nở nụ cười ta nhưng cùng ngươi nói bởi vì ngươi, chúng ta vùng này thanh danh đều hỏng rồi, nhà của chúng ta nhi tử nếu không phải bị ngươi liên lụy, cũng sẽ không tìm không thấy nhẹ nhàng việc, ngươi còn có mặt mũi tiếp tục ở nơi này, nếu là ta, đã sớm tìm một chỗ thắt cổ miễn cho làm hại ngươi nương cùng ngươi muội muội không dám ra cửa, trường thuận tức giận đến cả người phát trung, đặc biệt là đối phương nhắc tới chính mình nương cùng muội muội làm hắn thiếu chút nữa khống chế không được, trầm một tiếng, đúng lúc này trường thuận mặt sau ra tới một người, người nọ trong tay bưng một chậu nước, bay thẳng đến đối diện phụ nhân bác qua đi. a à, phụ nhân nháy mắt bị xối đến một đầu vẻ mặt phá lệ chật vật, nàng hét lên một tiếng, nhảy chân xoay quanh, thiên giết, ngươi dám bác ta, liền bác ngươi làm sao vậy? Người nọ bác xong thủy, đem trong tay bồn gỗ vừa thu lại, chỉ vào kia phụ nhân cái mũi mắng, chúng ta vùng này thanh danh là ai bại hoại, là ngươi, nếu không phải ngươi cái này miệng rộng bà tám nơi nơi đi bôi nhỏ ta ca là cái trộm nhi, ta ca việc cũng sẽ không không có một cái lại một cái. Nhà ngươi nhi tử tìm không thấy sống là hắn ham ăn biến làm không cái chính hành, quản ta ca gì sự. Đừng cái gì chó má sụp đổ sự tình đều ăn vạ ta ca trên đầu, ta ca không phải trộm nhi, ta cùng ta nương đều tin tưởng hắn. Ngươi cái người ngoài đừng không có việc gì hồ liệt liệt, lăng, ngươi, ngươi, ngươi tiện nhân này, Chết không được cả không ra, còn tuổi nhỏ đanh đá ngoan độc, xứng đáng cả đời đãi ở trong nhà đương gái lỡ thì, phụ nhân tức giận đến muốn chết, lau một phen trên mặt thủy, thế nhưng phát hiện là xú, càng là sắc mặt xanh mét, người đinh gia người từ hôn thật sự lui đúng rồi, bọn họ đã sớm nhìn ra ngươi không phải cái thứ tốt, tiểu đồ đỉ, về sau chính là bị nam nhân, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy trường thuận trầm khuôn mặt tiến lên một bước nắm tay gắt gao túng phản phất muốn đánh người dường như phụ nhân sợ tới mức lùi lại một bước nói chuyện đều nói lắp ngươi ngươi muốn làm gì ngươi còn dám nói ta muội muội một chữ không tốt ta liền đối với ngươi không thách khí trường thuận đột nhiên một chân đá ngã lăng kia phụ nhân bên cạnh ghế mặt trên rổ kim chỉ đều bị đánh nghiêng trên mặt đất a à, phụ nhân hét lên một tiếng tưởng mở miệng mắng nhưng nhìn đến này huynh muội hai cái như hổ trình mồi tức khắc lại túng chỉ là không cam lòng kêu lên ngươi ngươi cho ta chờ chờ ta đương gia trở về muốn các ngươi đẹp trường thuận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái xoay người đi trở về hắn một lần nữa cầm lấy trên mặt đất đòn gánh đối mụi mụi tô tình nói ngươi vào đi thôi giữ cửa quan trọng ta buổi tối lại trở về tô tình cau mày nhìn trong tay hắn đòn gánh muốn nói lại thôi sau một lúc lâu rốt cuộc chưa nói cái gì chỉ là gật gật đầu nói ca ngươi chú ý điểm Đừng quá mệt mỏi, được rồi, ta đã biết, trường thuận xoay người muốn đi, không nghĩ tới bên tai đột nhiên truyền đến một đạo vui sướng quen thuộc thanh âm, trường thuận, hắn ngẩn ra, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy mặt sau cách đó không xa đứng ba người, một cái đó là hắn quen thuộc đã từng trưởng quầy trịnh cương, hắn sắc mặt vui vẻ, trưởng quầy, ngươi, sao ngươi lại tới đây, tới tìm ngươi à, chúng ta chủ nhân ở tìm tiểu nhị, nghe nói ngươi làm việc cần mẫn một hai phải lại đây nhìn xem trịnh cương ha ha cười trường thuận kinh ngạc tô tình cũng kinh ngạc cách vách cái kia vừa muốn vào cửa phụ nhân cũng bất chấp trên người còn ở chảy giọt nước xoay người ngạc nhiên nhìn về phía trịnh cương ba người trịnh cương cười ha hả vừa rồi hắn nghĩ ra thanh tới bất quá chủ nhân không làm hắn động hắn liền chỉ có thể nhìn hiện giờ chủ nhân xem hoàn toàn bộ sự tình sau không có xoay người liền đi xem ra là tính toán mướn trường thuận hắn đi nhanh đã đi tới, chỉ vào cố vân đông nói, trường thuận, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta hiện tại chủ nhân, cố cô nương, nàng ở phủ thành khai gian cửa hàng, đang định chiêu tiểu nhị, hỏi ngươi muốn hay không đi, trường thuận đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ở cố vân đông nhìn qua khi, cả người đều khẩn trương rung lên một chút, có chút không biết làm sao đem đòn gánh dựa vào cạnh cửa, chà sát tay nói, ta, ta này. Tô tình cũng thật kinh hỉ, chỉ là nhìn đến nhà mình ca ca cái dạng này tức khắc có chút hận sắc không thành thép nàng vội nhìn về phía cố vân đông nói cố cố cô nương đúng không tiên tiến đến đây đi này bên ngoài nhiệt thật sự tiến vào uống chén nước nghỉ chân một chút nói sườn khai thân mình liền phải làm cố vân đông hướng bên trong đi ai ngờ đúng lúc này mặt sau lại truyền đến kia nói bén nhọn thanh âm có chút không cam lòng yếu thế hét lên vị kia cô nương ngươi như ngàn vạn đừng mắc mưa a à. Mướn Tô Trường Thuận đi ngươi cửa hàng làm việc, ngươi chính là muốn suối quẩy. Cửa người động tác nhất trí nhìn về phía kia phụ nhân, Tô Trường Thuận cùng Tô Tình càng là sắc mặt đại biến, tức giận đến cả người phát run. Kia phụ nhân thấy thế càng là đắc ý nói, cô nương ngươi sợ là không biết đi, này Tô Trường Thuận là làm việc cần mẫn, nhưng hắn tay chân không sạch sẽ. Trước kia chính là bị bọn họ cửa hàng chủ nhân cấp đuổi ra tới, nói hắn trộm cửa hàng tiền bạc cô nương ngươi muốn thật muốn tìm tiểu nhị có thể tìm ta nhi tử a nhà ta nhi tử nhân phẩm tính tình đều không tồi ngươi tô tình muốn mắng nàng nhưng lại lo lắng sẽ cho cố vân đông lưu lại không tốt ấn tượng trịnh cương lại chỉ vào nàng cả giận nói nói hô nói vượng ta trước kia liền nói quá trường thuận là cái tốt căn bản là không trộm quá chủ nhân bạc ngươi đừng ở chỗ này bôi nhọ hắn bại hoại hắn thanh danh nga 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 là ngươi a ta nhớ ra rồi một năm trước ngươi xác thật đã tới nhưng ngươi cùng hắn quan hệ hảo nói không chừng ngươi cùng hắn chính là một đám trộm bạc liền ngươi cũng có phân cô nương ngươi nhưng ngàn vạn muốn mở to hai mắt đừng bị lừa bằng không cửa hàng đều phải bị bọn họ dọn trống không tô tình rốt cuộc nhịn không được nàng nắm lên một bên đòn gánh liền tưởng tiến lên đập nát nàng miệng cố vân đông lại chặn nàng tô tình sửng sốt trong lòng tràn ngập bất an nàng sợ đại ca thật vất vả có việc lại ngâm nước nóng càng sợ còn bởi vậy liên lụy trịnh trưởng quầy. Cố vân đông nhìn về phía kia phụ nhân, thấy nàng trên mặt có đắc ý chi sắc, cười một tiếng, tô trường thuận là cái dạng gì người, ta chính mình sẽ phán đoán, đến nỗi ngươi nhi tử có phải hay không phẩm tính không tồi. Xem ngươi cái này đương mẫu thân như vậy khắc nghiệt sẽ biết, nói xong, không hề xem nàng, xoay người vào sân, kia phụ nhân sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, lập tức thét chói tai, ngươi nói ta khắc nghiệt, ngươi nơi nào tới tiểu tiện nhân, cũng dám nói ta khắc nghiệt. Ta nói cho ngươi, thiệu thanh viễn lạnh lùng tầm mắt xem qua đi, kia phụ nhân trong khoảnh khắc hàng ý thượng thân, sau vừa nãy đối mặt bạo nộ tô trường thuận còn muốn cho người lo lắng hải hùng cảm giác tập đi lên, làm nàng không còn có nửa điểm do dự, chạy nhanh xoay người về nhà, một chữ cũng không dám nói, thiệu thanh viễn lúc này mới vào cửa. Trịnh Cương chạy nhanh đuổi kịp ngược lại là Tô Trường Thuận cùng Tô Tình hai người, đứng ở cửa nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng bước vào sân. Tô gia sân là thật sự tiểu, sau Kha biểu cô gia còn muốn tiểu nhân bộ dáng. Kha biểu cô gia tuy rằng cũng liền hai gian ngủ phòng, nhưng tốt xấu nhà ở đại. Tô gia hai gian sương phòng lại tiểu nhân đáng thương, phản phất một gian phòng lăng là cho cách ra tới. Nhà chính cũng tiểu, một hàng năm người tiến vào, nhà chính thật giống như bị chen đầy giống nhau. Tô tình thực mau đổ nước lại đây, ngay sau đó đứng ở tô trường thuận phía sau, còn có chút bất an bộ dáng, nàng vẫn cứ lo lắng vừa rồi cách vách da kia phụ nhân lời nói, sẽ cho cố vân đông lưu lại phi thường không tốt ấn tượng, cố vân đông uống một ngụm thủy, giải khát, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta họ cố, cửa hàng ở đại tuệ lộ bên kia, cách nơi này có chút xa, còn muốn quá mấy ngày mới khai. Chưởng quầy chính là Trịnh Thúc, người quen thuộc còn cần hai cái tiểu nhị, một cái đã có người được chọn. Trịnh thúc cùng ta đề cử ngươi, nói ngươi người thành thật cũng cần mẫn, ta liền lại đây nhìn xem. Ngươi đâu? Nghĩ như thế nào, có hay không nếu muốn đi ý đồ, tô tình thật cao hứng, trong lòng lo lắng buông xuống. Nàng chạy nhanh quay đầu nhìn về phía nhà mình ca ca, tô trường thuận đầu óc còn có chút ngốc, cư nhiên, cư nhiên thật sự muốn thuê hắn đi đương tiểu nhị, hắn có thể có sống làm không cần lại mỗi ngày nghỉ tìm việc, đương khuân vác, tiền công thiếu còn thường xuyên bị khất nợ. Hơn nữa vẫn là ở trịnh thúc thuộc hạ làm việc, trịnh thúc người hảo, chưa bao giờ sẽ tùy tiện đánh chửi bọn họ. Chỉ là, tô trường thuận kích động xong, dần dần bằng phẳng xuống dưới, ngay sau đó nói, cố cô nương vừa rồi cũng nghe tới rồi, ta, ta trên người cổng không tốt thanh danh, ngươi là chỉ bị người khác đương trộn nhi việc này. Trịnh thúc đã cùng ta đã nói rồi, ta là tin tưởng hắn cho nên hy vọng ngươi cũng không cần cô phụ hắn tín nhiệm nếu là nguyện ý nói sau này ở cửa hàng hảo hảo làm việc ta sẽ không bạc đãi ngươi nghe được nàng nói cũng không để ý tô trường thuận rốt cuộc thật dài thở ra một hơi trên mặt mang lên vui sướng ý cười ta ta nguyện ý ta sẽ hảo hảo làm ân về tiền công một tháng tạm thời ba lượng bạc sau này làm tốt lắm sẽ hướng lên trên trướng ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề khi chúng ta hiện tại liền có thể ký kết khế thư, phủ thành tiền công là muốn cao một ít, trịnh cương ở huyện thành liền làm hảo, cho nên nàng cấp chính là 10 lượng bạc, về sau dựa theo năm tư hướng lên trên trướng, cố vân đông cảm thấy hẳn là không gì vấn đề, nàng nghĩ tới, chờ thêm năm sau, xưởng bên kia lão công nhân, tiền công cũng là có thể nhấc lên, Cô trường thuận nghe nói ba lượng bạc, nào có không muốn, vội không ngừng gật đầu, ta, ta hiện tại liền đi mượn giấy bút, lập tức liền có thể ký kết khế thư, không cần, khế thư ta này có, ngươi ấn cái dấu tay là được. Cố Vân Đông đã sớm chuẩn bị N phân thuê thư, tên chức vị không giống nhau, mặt khác đều đại đồng tiểu dị, Tô Trường Thuận nhận lấy, liền cũng không thèm nhìn tới, một tia do dự đều không có trực tiếp liền ấn dấu tay. Cố Vân Đông cười, xem ra Trịnh Cương tín nhiệm cũng không sai, Tô Trường Thuận cũng thực tin tưởng Trịnh Cương, nàng đối Tô Trường Thuận rất vừa lòng, tuy rằng không tốt lời nói, nhưng xem ra tới, thực bảo hộ chính mình người nhà, thả không sợ khổ không sợ mệt, mà thung tử là cái cơ linh, có thể nói lời nói, vừa lúc cùng Tô Trường Thuận bổ sung cho nhau, một động một tỉnh hai người phi thường thích hợp, nếu là hai cái đều có thể nói, sợ là muốn xảo lên, tiểu nhị tìm hảo, cố vân đông muốn đi, viện môn chính là lúc này bị người đẩy ra, một cái lớn tuổi một ít phụ nhân dẫn theo rổ vào được nhìn thấy trong viện có mấy cái người xa lạ, kia phụ nhân sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn về phía Tô Trường Thuận huynh muội hai. Tô Trường Thuận vội tiến lên tiếp nhận nàng trong tay rổ, trong rổ mặt là quần áo, nặng trĩu, phụ nhân bàn tay đều thích chặt ra một cái dấu vết. Tô Trường Thuận thấy thế có chút chua xót, chỉ là thực mau lại dơ lên cười, đem rổ đặt ở một bên bậc thang, đối kia phụ nhân nói, nương, ngươi đã trở lại, đây là trịnh thúc, ngươi gặp qua đây là cố cô, cô nương cùng thiệu công tử, cố cô, cô nương ở phủ thành khai cửa hàng, làm ta đi đương tiểu nhị đâu, ta có sống, nương về sau liền không cần lại giúp người khác giặt quần áo. Từ khi Tô Trường Thuận bị người quan thượng trộn nhi thanh danh sau, Tô Gia sinh hoạt liền trở nên khốn khổ lên. Tô Trường Thuận mỗi ngày ra cửa tìm cu ly, Tô Tình ở nhà làm chút theo việc, Tô Mẫu liền đi thu một ít quần áo trở về tẩy. Này ngày mùa hè đảo còn hảo chút, mùa đông kia thủy lạnh băng lạnh băng, Tô mẫu tay thường xuyên sưng thành màn thầu, thập phần vất vả, cứ như vậy, còn kiếm không được mấy cái tiền đồng, hiện giờ, Tô Trường Thuận có đứng đắn ổn định việc, hắn nương liền không cần vất vả như vậy, Tô mẫu nghe nói đây là tới tìm nhà mình nhi tử làm việc chủ nhân, lập tức kích động lên, chạy nhanh xoa xoa tay liền thỉnh Cố Vân Đông đi vào, Cố chủ nhân đừng đứng, tiến vào ngồi, này lập tức liền buổi trưa, đại gia tại đây ăn buổi trưa cơm đi ta đây liền đi mua đồ ăn, thật mau, nàng xoay người muốn đi, cố vân đông vội ngăn lại nàng, thím không cần bận việc, ta còn có việc, này liền phải đi, này khó được tới một chuyến, sao có thể không ăn cơm liền đi rồi đâu, thật không cần. Trịnh Cương cũng nói, tô gia tẩu tử ngươi nghĩ sẽ, quá hai ngày làm trường thuận đi đại tuệ lộ tìm ta, chúng ta liền đi trước, thiệu thanh viễn cũng gật gật đầu, dẫn đầu mở ra viện môn. Làm vân đông đi rồi mới đi ra ngoài cố vân đông ra cửa thời điểm, còn nhìn đến cách vách gia vị kia phụ nhân tham đầu tham não, nhìn thấy nàng nhìn qua, lập tức lại đem đầu cấp trục trở về, cho đến ba người đều đi rồi, kia phụ nhân mới ra tới, cọ 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 chạy đến tô gia cửa, phanh, phanh 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 gõ môn, tô tình lại đây mở cửa, nhìn thấy nàng sau không nói hai lời lại giữ cửa cấp đóng lại, phụ nhân thiếu chút nữa bị đụng phải cái mũi, ngươi, ngươi cái tiểu tiện nhân, đây là có việc liền rung đi lên đúng không? ngươi chờ ta xem ngươi ca này sống có khả năng tới khi nào hừ nói xong còn hướng về phía mặt đất phi một tiếng đương cái cửa hàng nhỏ tiểu nhị mà thôi còn đem chính mình đương cá nhân vật không chừng kia cửa hàng nhỏ gì thời điểm liền đóng cửa nàng hùng hùng hổ hổ đi trở về bên cạnh cũng có người tò mò hỏi sao lại thế này kia phụ nhân thêm mắm thêm muối nói một lần thuận tiện làm người đừng đi kia ra cửa hàng mua đồ vật có thể thuê một cái ăn trộm đương tiểu nhị chủ nhân khẳng định cũng không phải làm gì đang lúc mua bán nhưng chờ nhân gia hỏi nàng kia cửa hàng là làm gì đó ở nơi nào khi phụ nhân nhất thời nhưng thật ra đáp không được đồng dạng hỏi cái này vấn đề còn có tô mẫu tô trường thuận sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng nói ta không cẩn thận hỏi hình như là mua bán thức ăn nhưng trịnh thúc giới thiệu khẳng định sẽ không kém nương yên tâm đi chính là chỗ ngồi có chút xa ở đại tuệ lộ bên kia sau này khả năng về nhà đến tương đối đã muộn, tô mẫu xua xua tay, cái này không gì quan trọng, quay đầu lại ngươi mang nương qua đi nhận nhận lộ, nương giữa trưa còn có thể cho ngươi đưa cơm đi, cửa hàng tiểu cũng không quan trọng, ngươi hảo hảo làm, tổng so đi khiên đại bao muốn tốt, dừng một chút, nàng bỗng nhiên lại hỏi, ta vừa rồi nghe được, vị kia thiệu công tử, giống như kêu cố cô nương. Vân Đông, thiệu thanh viễn ở ra cửa thời điểm, xác thật kêu một tiếng, rất nhẹ, nếu không phải tô mẫu ngay lúc đó lực chú ý đều ở bọn họ trên người, còn không nhất định có thể nghe được. Cô Trường Thuận ngẩn người, gật gật đầu, là, cố cô nương hình như là kêu cố vân đông, sao, nương, tô mẫu nhíu mày, tổng cảm thấy tên này có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe được quá dường như, chính là nhất thời nghĩ không ra, tô tình nở nụ cười, nương, tên này cũng không hiếm lạ, ta đầu ngõ quá khứ còn có cái kêu lý vân đông đâu. Cố chủ nhân phía trước vẫn luôn là ở Phượng Khai Huyện, vừa tới hai ngày, ngươi cũng không có khả năng nhận thức a, à, cũng đúng. Câu mẫu thực mau liền không rối rắm, nàng hiện tại tuổi lớn, không chừng nhớ lầm cũng là khả năng. Bất quá này đi cửa hàng làm việc, nhưng đến có thân tốt quần áo, tiểu tình, nương nhớ rõ trong ngăn tủ còn có khối nguyên liệu, cho ngươi ta làm thân tân sim y ra tới, đừng ném chủ nhân mặt, được rồi, có việc tô gia tam khẩu trên người tinh khí thần đều hoàn toàn không giống nhau, sở hữu tối tâm trở thành hư không, phản phất đã đứng ở hoạn lộ thênh thang phía trước, lại không cần phát sầu. Trong xe ngựa cố vân đông đối tô gia ấn tượng cũng không tệ lắm, dân cư cũng đơn giản, tô trường thuận chính mình là cái thành thật, hắn nương cùng muội muội cũng là giảng đạo lý, không khó ở chung, cũng sẽ không cho hắn kéo chân sau. Tiểu nhị sự tình thu phục, cố vân đông trong lòng buông một cọc tâm sự, liền một thân nhẹ nhàng hướng nhà mình tân mua tiểu nhị tiến đi. Mấy người vừa đến tiểu nhị tiến ngoại ngõ nhỏ, liền nhìn đến mấy chiếc tấm ván gỗ xe ngừng ở nơi đó, mặt trên hoành phóng không ít gia cụ, nhìn thấy bọn họ tới, đang ở chỉ huy người dọn đồ vật A à thử lập tức đón lại đây. Công tử, cô nương, dựa theo các ngươi phân phó, nhà ở đã thu thập ra tới, này gia cụ cũng mua tới, thế nào? Cũng không tệ lắm đi, là lai hỉ mang chúng ta đi mua, giá cả vừa phải hắn vẽ mặt cầu khen ngợi biểu tình làm cố vân đông nhịn không được cười đi lên sờ sờ khung giường tử xác thật rất không tồi hôm qua cái kha biểu cô liền tìm người tính qua thích hợp dọn nhà gần nhất nhật tử cũng chính là hôm nay tuy rằng có chút đuổi nhưng không có biện pháp hắn cha hôm nay cái làm nhập học thủ tục bên này cũng được người mới được bởi vậy a thử a trương nguyên bản còn nghĩ đi bắt biết kế hoạch liền ngâm nước nóng trước thu thập nhà ở chuyển nhà cũng may bọn họ người nhiều, nhà ở cũng sạch sẽ, nên thu thập thực mau liền thu thập ra tới. Hơn nữa có quen thuộc người giới thiệu, nên mua cũng đều mua, cũng liền một buổi sáng thời gian, tiểu nhị tiếng đột nhiên liền ấm áp lên, giống cái da, cố vân đông hướng trong phòng mặt nhìn nhìn, nhà chính là nàng cha mẹ trụ, mang thêm một cái tiểu thư phòng, bên trái xương phòng là cho nàng cùng tiểu vân khả, bên phải xương phòng cấp vân thư cùng nguyên trí lưu trữ, còn có đảo tòa phòng, là cho tiết vinh bọn họ. Mỗi cái phòng đều phối trí cơ bản nhất giường ngăn tủ chờ đồ vật, thực đầy đủ hết. Cố vân đông thực vừa lòng, Kha biểu cô lại đột nhiên đem nàng kéo đến một bên hỏi, ngươi này phủ thành sân cũng mua, cha mẹ ngươi đều ở tại này, có phải hay không nên lại mua một nhà tôi người? Cố vân đông nói, ta nghĩ làm giang thị lại đây, hơn nữa còn có thủy đào, tiết vinh, hẳn là đủ rồi. Kha biểu cô nhịn không được mắt trợn trắng, giang thị cùng đồng bình là phu thê, ngươi làm giang thị lại đây đồng bình một người ở vĩnh phúc thôn ngươi này không phải ở làm bậy sao cố vân đông khóe miệng vừa kéo này như vậy nghiêm trọng còn có đồng thủy đào thủy đào làm sao vậy nàng không trượng phu đi kha biểu cô cảm thấy cố vân đông tuy rằng không khéo nhưng phương diện này còn có phải học đâu thủy đào xác thật không tồi nhưng nàng tính tình khiêu thoát cả ngày nghĩ ra bên ngoài chạy không đủ cẩn thận nàng thích hợp đi theo ngươi, ngươi cũng ái tùy ý chạy, nhưng nàng chiếu cố ngươi nương, không thích hợp, ngươi nương kia tính tình, hẳn là tìm cái tinh tế chút nhân tài là, cố vân đông ngẫm lại cũng đúng, chẳng những muốn tinh tế chút, còn muốn đầu óc linh hoạt, nàng nhớ tới lần trước tưởng vĩnh khang chuyện đó, khó bảo toàn hiện tại cũng sẽ không có người đánh nàng nương chủ ý, còn có nàng cha, hôm qua cái bọn họ liền đi xem cái phòng ở. Mới thấy một mặt liền có phụ nhân cho nàng cha vứt mị nhãn, nói trở về, nàng như vậy tuổi trẻ mỹ mạo cư nhiên không ai thông đồng, nàng cha mẹ giá thị trường thế nhưng so nàng còn hảo, cố vân đông đối chính mình mỹ lực có rất sâu rất sâu hoài nghi, bất quá nhìn đến bên người thiệu thanh viễn, này phân hoài nghi vẫn là bị nàng cấp chụp tan, nhưng kha biểu cô nói rất đúng, xác thật còn phải mua một nhà tôi người. Cũng không cần nhiều, một nhà ba bốn khẩu như vậy đủ rồi, bởi vậy ăn xong buổi trưa sau khi ăn xong, Cố Vân Đông liền mang theo Dương Thị Khả Khả, đi theo Kha Biểu Cô đi người mua giới. Nàng cảm thấy, nếu là mua tới chiếu Cố Dương Thị Khả Khả, kia còn phải các nàng chính mình xem thuận mắt mới được. Lúc này Cố Vân Đông yêu cầu hơi chút cao một ít, nàng muốn tìm cái biết chữ, tốt nhất cũng là toàn gia, trừ bỏ chiếu Cố Dương Thị, còn cần trong nhà làm việc, cùng với nhìn gia môn, yêu cầu một cao, tìm lên liền không dễ dàng, chạy hai nhà, mới cuối cùng nhìn đến cùng tâm ý nhà này họ lữ, hai vợ chồng mang theo hai cái nữ nhi, một cái cùng cố vân đông không sai biệt lắm đại, lớn lên thanh thanh tú tú, cười liền lộ ra một cái tiểu má lúng đồng tiền, hoặc nhìn phá lệ thảo hỷ, lúc ấy nàng cười, dương thị liền cũng đi theo cười rộ lên. Lại còn có biết chữ, nghe nói phía trước là ở một nhà gia đình giàu có đương nhị đẳng nha hoàng, bởi vì từ nhỏ hầu hạ tiểu thư, đi theo học vài thứ, chỉ là sau lại trưởng thành, ngũ quan mở ra sau, bị kia gia thiếu gia cấp coi trọng, tưởng nạp làm thiếp, nàng không vui, việc này bởi vậy bị làm ầm ĩ mấy ngày, kết quả bị phu nhân đã biết. Đánh một đốn trực tiếp đem các nàng toàn gia đều cấp bán đi. Cô nương này kêu lữ hồng tú, nói chuyện kinh thanh tế ngữ, thực ôn hòa, cũng cẩn thận, hơn nữa biết ai là làm chủ. liếc mắt một cái cũng chưa hướng bên cạnh thiệu thanh viễn xem, điểm này làm cố vân đông thực vừa lòng. Phía trước cũng xem qua cô nương khác, một đám đều đi xem thiệu thanh viễn cố vân đông thiếu chút nữa không trợn trắng mắt lữ gia phu thê cũng là thành thật bổn phận lữ thắng cùng cố đại giang không sai biệt lắm đại trước kia ở chủ gia đi theo quản sự chạy chân hắn thê tử ngư thì còn lại là ở phòng bếp làm việc bởi vì không tranh không đoạt chỉ là cái giúp việc bếp nút nhưng theo nàng chính mình nói kỳ thật tay nghề cũng không tệ lắm hai người đều thực cần mẫn bọn họ còn có một cái tiểu nữ nhi kêu lữ hồng xảo đại khái bảy tám tuổi bộ dáng, vừa lúc có thể cùng vân khả cùng nhau có cái bạn tiểu cô nương ở vĩnh phúc thôn đã có tiểu đồng bọn đến nơi đây còn thực xa lạ vân thư cũng không ở bên người có cái tuổi không sai biệt lắm hài tử cùng nhau chơi tính tình mới có thể rộng rãi chút lữ gia tứ khẩu bị mang về thời điểm còn có chút thấp thỏm cho đến đứng ở tiểu nhị tiến cửa bọn họ mới nhìn nhau liếc mắt một cái hít sâu một hơi đi theo cố vân đông phía sau đi vào Ai ngờ vừa mới vào cửa, bên tai liền đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, là cố cô, cô nương đã trở lại sao? Là cố cô, cô nương đã trở lại sao? Không ngừng là lữ gia tứ khẩu, ngay cả cố vân đông đám người cũng bị này xa lạ thanh âm sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu liền đi. Thanh âm kia chủ nhân thực mau liền vọt tới mấy người trước mặt, nhìn một vòng sau, ánh mắt trực tiếp tỏa định ở cố vân đông trên người. Ngươi chính là cố cô, cô nương đi, thiệu thanh viễn tiến lên một bước, che ở hắn trước mặt ninh mi vẻ mặt đề phòng nhìn hắn cố vân đông nhìn về phía theo sau ra tới cố đại giang cha sao lại thế này cố đại giang vẻ mặt bất đắc dĩ xoa xoa ngạch nói vị này chính là thiên hải thư viện hạ phu tử hắn chuyên môn tới tìm ngươi thảo luận họa kỹ hắn cũng là đau đầu vừa đến thư viện cũng chưa tới kịp tìm giam viện thời điểm đã bị vị này hạ phu tử cấp ngăn chặn trực tiếp hỏi hắn hôm qua kia chỉ đạo các học sinh họa tác vị kia họa sư ở nơi nào. Cố đại giang xem hắn kia vội vàng bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là tới tìm tra, lập tức đầy người đề phòng chạy. Thật vất vả ném ra hắn tìm được giam viện, làm tốt nhập học hết thảy công việc, đang muốn đi thời điểm, không nghĩ tới liền ở thư viện cửa lại gặp được vị này hạ phu tử. Lúc ấy trong tay hắn mặt ôm một đống họa tác, một bộ cùng định rồi cố đại giang bộ dáng thậm chí trước cố đại giang một bước bò lên trên nhà hắn xe ngựa, giống như hắn không mang theo chính mình đi tìm vị kia họa sư, hắn liền ăn và hắn dường như, cố đại giang có thể làm sao bây giờ? Hắn đã từ người gác cổng trong miệng biết vị này chính là thư viện phu tử, thả là cái đối vẽ tranh phi thường cùng nhiệt phu tử, cho nên, hắn đành phải đem người cấp mang về tới, xảo chính là, bọn họ trở về một khắc trước, cố vân đông vừa vặn rời đi ra hạ phu tử đã ở trong nhà đợi hơn một canh giờ, đầu đều chờ trọc, thường thường chạy đến sân bên ngoài đi xem, thiếu chút nữa không đem ngạch cửa cấp đạp vỡ. Bởi vậy cố vân đông một đám người trở về, hắn là cái thứ nhất xông lên, cố cô nương, ta nhưng xem như chờ đến ngươi. Ngươi không biết, ta ngày hôm qua không ở thư viện, cũng không biết có họa sư chỉ đạo học sinh họa tác sự tình, chờ ta sau khi trở về nghe được tin tức, chạy nhanh chạy đến sơn trưởng Duyên Lư, nhưng các ngươi đã đi rồi, liền kém một bước, liền kém một bước ta liền thấy, ta này ảo não một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon, sáng sớm liền ở thư viện chờ cha ngươi, lúc này rốt cuộc thấy, hạ phu tử kích động không được, cố vân đông xem hắn như vậy, phản phất nói thêm gì nữa đều có thể chua xót lau nước mắt, ngươi trở về liền hảo, ta cùng ngươi nói, ta cầm ta họa tác lại đây, ngươi tới cấp ta nhìn xem, rốt cuộc có này đó vấn đề ta như thế nào liền họa không ra vừa lòng họa tới đâu hắn nói nói lại vội vàng lên thiếu chút nữa duỗi tay tới bắt cố vân đông cố vân đông chạy nhanh làm hắn bình tĩnh hạ phu tử ngươi trước chờ một lát ta lúc này mới vừa về nhà dù sao cũng phải chờ ta đem sự tình an bài hảo mới có thể tỉnh hạ tâm tới xem họa đi hạ phu tử nhưng thật ra tưởng nói làm nàng đem sự tình đều ném cho cố đại giang bận việc đi nhưng rốt cuộc là ở trong nhà người khác không hảo thật quá đáng bởi vậy chỉ có thể áp xuống trong lòng khát vọng tha thiết nhìn cố vân đông hy vọng nàng trong khoảnh khắc là có thể làm xong sở hữu sự tình cố vân đông nàng thở ra một hơi trước đối cố cha thuyết minh một chút lữ gia bốn người lai lịch ngay sau đó kêu đồng thủy đào cùng tiết vinh đưa bọn họ dẫn đi trước an trí hảo chờ mọi người ai bận việc nấy sau lúc này mới đi theo gấp không chờ nổi hạ phu tử đi thư phòng thư phòng cũng vừa mới sửa sang lại ra tới không bao lâu cửa sổ trước phóng một trương đại đại án thư trên bàn giá bút cũng đã chuẩn bị tốt thậm chí giấy và bút mực đều trang bị thượng cũng không biết là a à thử bọn họ trước đó mang lên vẫn là hạ phu tử tới lúc sau cấp chuẩn bị làm cố vân đông kinh cũng chính là trên bàn kia đôi đồ vật tới 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 ngồi này hạ phu tử thực nhiệt tình bưng ghế một chút đều không có đối mặt tiểu bối quá mức nhiệt tình xấu hổ thậm chí một lần làm cố vân đông cảm thấy đây là hạ phu tử gia cố vân đông khóe miệng run rẩy chỉ chỉ trên bàn đôi kia một quyển cuốn họa tác khống chế không được tay run một chút không cần nói cho ta này đó đều là ngươi họa còn đều phải ta hôm nay xem xong hạ phu tử sửng sốt giống như lúc này mới ý thức được như vậy có chút khó xử người lập tức cười gượng một tiếng duỗi tay lấy rớt một nửa cố vân đông hạ phu tử thấy nàng không ra tiếng nghĩ nghĩ lại nhịn đau lấy rớt một nửa, cố vân đông vẫn là không nói chuyện, hạ phu tử cắn răng một cái, lấy rớt tam cuốn, nhưng cố vân đông vẫn là bất động thanh sắc, hạ phu tử nhịn không được, không thể lại cầm, nơi này đều không vượt qua hai mươi trương, cố vân đông xoa xoa ngạch, nói, hạ phu tử, kỳ thật đi, ta cảm thấy ta xem một trương hẳn là là đủ rồi, ngươi xem ngươi luyện nhiều như vậy trương họa, khẳng định chính mình cũng sờ soạn ra rất nhiều họa pháp trong đầu cũng có không ít lĩnh ngộ, ta đây tưởng có vấn đề địa phương khẳng định không nhiều lắm, chúng ta tăng cường một trương họa nhiều thảo luận nhiều nghiên cứu, mặt sau họa ngươi là có thể chính mình tìm ra không thích hợp địa phương, có phải hay không, hạ phu tử cảm giác. Nàng nói thập phần có đạo lý, vì thế hắn gật gật đầu, bắt đầu ghé vào kia đôi họa tác bên trong lay nửa ngày, cố vân đông ngước mắt, cùng cố đại gian nhìn nhau liếc mắt một cái, hồi lâu, thấy hạ phu tử còn không có lay ra tới, cố vân đông dứt khoát cùng cố đại giang nói chuyện phiếm đi, cha hôm nay đi thư viện còn thuận lợi sao, yên tâm đi, khá tốt, quà nhập học giao, giam viện đã cho ta đã phát học sinh bào, cũng cùng ta nói thư viện một ít chế độ, thượng hạ học thời gian, còn làm người mang cha đi thư viện nhà ăn, nguyên bản còn muốn an bài giáo xá, bất quá nhà chúng ta có trụ địa phương, ta liền không đi. Cố đại giang trong lòng còn có chút cảm khái, Nói thực ra, này vẫn là hắn lần đầu tiên đi học đường, khi còn nhỏ tuy rằng đọc quá thư, nhưng kia chỉ là ở lão tú tài trong nhà đọc thư, tính cả cửa sổ đều không có, hiện giờ có cùng trường, loại cảm giác này thế nhưng thực mới lạ, đúng rồi, ta hiện tại cùng tề đình cùng cái giảng đường. Bất quá tề đình hôm nay giống như không ở thư viện, nhưng thật ra hôm qua cái nhìn thấy trác quan kia mấy người ở, nhìn thấy hắn còn thật cao hứng cùng hắn chào hỏi. Cố Đại Giang chỉ là đi nhận nhận môn, ngày mai mới chính thức đi học, Cố Vân Đông thực ngoài ý muốn, cũng nhiều ít yên lòng. Tề đình cái kia tiểu tử thúi tuy rằng là cái chết ngạo kiều, nhưng tâm địa không xấu, cùng hắn chơi đến tốt mấy người kia, cũng rất đáng yêu. Hắn cha hôm qua liền cùng bọn họ nhận thức, cũng không lo lắng hắn dung nhập không đi vào, cha con hai người đang nói chuyện, bên kia hạ phu tử cuối cùng tìm vẽ, lấy ra tới vừa thấy, Cố Vân Đông hận không thể ngất xỉu đi, quả thật là một chút mệt đều không ăn a, à. tìm ra cư nhiên là cùng loại với Thanh Minh thượng Hà đồ như vậy phức tạp hỏa tác. Hạ phu tử còn vẻ mặt cao hứng nhìn nàng, "Tới, ngươi trước nhìn xem." Cố Vân Đông một chút đều không nghĩ xem, ánh mắt để lộ ra thật sâu kinh bỉ. Sớm biết rằng vừa rồi liền không khỏi hắn tìm kiếm, chính mình tùy tiện lấy một bộ cũng là tốt, không phải mấu chốt là hạ phu tử đều họa không ra cảm giác tới vì cái gì còn muốn khiêu chiến như vậy phức tạp họa tác đâu nhưng nàng nếu đáp ứng rồi rốt cuộc vẫn là trầm hạ tâm tới cẩn thận xem khởi kia phó họa tác tới còn hảo họa tuy rằng phức tạp nhưng thủ pháp lại có dấu vết để lại cố vân đông thực mau phát hiện hạ phu tử vấn đề cố vân đông chính mình cũng là cái yêu thích tranh họa người đối với cùng chung chí hướng hạ phu tử nàng kiên nhẫn thực đủ cố đại giang thấy hai người đã bắt đầu thảo luận thường liền cầm lấy một quyển sách An Tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn lên, cho đến Thiệu Thanh Viễn tiến vào, hắn mới đi ra ngoài tìm thê nữ nói chuyện đi, cũng không biết qua bao lâu, Cố Vân Đông mới ngẩng đầu, xoa xoa có chút đau nhức cổ, trong tầm tay đột nhiên nhiều một ly trà, nàng ngẩng đầu lên, đối thượng Thiệu Thanh Viễn bất mãn biểu tình, tức khắc nở nụ cười, Thiệu Thanh Viễn là bất mãn hạ phu tử, cho nên liền trà cũng chưa cho hắn đoan, nhưng hạ phu tử một chút đều không thèm để ý. Hắn thậm chí cũng chưa phát hiện trong phòng Cố Đại Giang đã sớm đổi thành Thiệu Thanh Viễn, chỉ là cầm chính mình kia bức họa liên tiếp gật đầu, tốt lắm, hay lắm, đến cố cô nương một phen chỉ đạo, tựa như thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai, được lợi không ít a. À. Hạ phu tử cười ha ha, đem trong tay họa tắt buông, lại đi lấy mặt khác một bức. Lúc này đây không cần Cố Vân Đông nói, chính hắn cũng có thể tìm được vấn đề, lập tức mừng đến mặt mày hớn hở. Hưng phấn quơ chân múa tay, hảo sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, hỏi cố Vân Đông: Vân Đông a, ngươi họa kỹ tốt như vậy, ngươi lão sư kia khẳng định càng là đương đại đại gia, không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào, có không dẫn tiếng dẫn tiếng. Cố Vân Đông, ta đời này khả năng đều không thấy được hắn, nàng lão sư ở một thế giới khác đâu? Nhưng hạ phu tử lại hiểu lầm, cho rằng người không ở trên đời này, lập tức thở dài một hơi. Thiên đố anh tài A, à, người nén bi thương thuận biến, cố vân đông, hạ phu tử không ở tiếp tục cái này đề tài, hắn một lần nữa phiên chính mình họa tác, nhìn sau một lúc lâu, hắn nhảy ra một trương chỗ trống giấy, cầm bút thang bắt đầu xoát 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 vẽ lên. Lúc này đây hạ bút giống như thần trợ, phá lệ thông thuận có cảm giác, hạ phu tử trên mặt cười liền không đi xuống quá, cố vân đông xem đến thẳng lắc đầu, chính mình tuy rằng cũng thích vẽ tranh nhưng cùng hạ phu tử như vậy giống như chết đói so sánh với, căn bản là không đủ nhìn. Nàng cũng không đi quấy rầy hắn, cùng thiệu thanh viễn vẫn luôn đi ra thư phòng. Mãi cho đến chạng vạn, cố vân đông mới một lần nữa đi vào thư phòng, kêu đã mất ăn mất ngủ đến liền chính mình thân ở chỗ nào cũng không biết hạ phu tử ra tới ăn cơm. Hôm nay xem như dọn nhà chi hỉ, cố vân đông tự mình xuống bếp làm không ít hảo đồ ăn. Hạ phu tử ngay từ đầu còn không muốn đi ra ngoài, hắn hiện tại linh cảm bùng nổ có vô cùng vô tận tinh lực làm hắn ở thư phòng ngốc đến địa lão thiên hoang cũng không có vấn đề gì bất quá cố vân đông cầm gà ráng chân ở hắn cái mũi vòng một vòng sau hắn liền quyết đoán buông bút thang bay nhanh chạy đến phòng khách tới người có chút nhiều muốn chia làm hai bàn mới có thể ngồi đến hạ như vậy quan trọng nhật tử kỳ thật cố vân đông nguyên bản còn tưởng thỉnh nhiếp thông lại đây rốt cuộc dọn đến phủ thành tổng muốn cho cái này bằng hữu biết nhà mình địa chỉ nhận thức một chút nàng người nhà đi đáng tiếc nhiếp thông không ở kha biểu cô nói hắn bị hắn cha phái đến địa phương khác rèn luyện đi cho nên hiện giờ cố gia chỉ có hạ phu tử này một người khách nhân ở một bàn đều là tràn đầy mười mấy cái đồ ăn gần nhất là vì chúc mừng dọn nhà chi hỷ thứ hai cũng là vì chúc mừng cố đại giang tiến học chi hỷ song hỷ lâm môn nhưng không được cao hứng cao hứng sao chờ đến mọi người ăn uống no đủ cố đại giang mới tự mình tặng hạ phu tử ra cửa ngay sau đó làm tiết vinh giá xe ngựa đem người đưa về đến thư viện đi hạ phu tử này một chuyến ra cửa họa kỷ thượng được đến đột phá tính tiến bộ lại ăn đến miệng bóng nhảy đã cảm thấy mỹ mãn ân ừ, lần tới còn có thể tìm cái lấy cớ ăn một đốn khi cố gia nha đầu trù nghệ thật tốt quá chẳng những trù nghệ hảo họa kỷ hảo lớn lên cũng hảo đáng tiếc đã đính hôn, bằng không hắn nơi này có một đống lớn thanh niên tài tuấn có thể cho nàng giới thiệu đâu. Vô cùng náo nhiệt sân rốt cuộc an tĩnh lại, chờ mọi người đều thu thập hảo lúc sau, Cố Vân Đông mới đứng dậy, hướng Lữ gia tứ khẩu trụ nhà ở đi đến.